Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại làm phần tiếp theo của cái phép mã đằng. Đang xem tình hình lại xem là đây đang đánh nhau với bọn Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch à? Thằng này thì nó mang một ít quân đi nó đánh mình ở đây thì ốp chết thằng này luôn nhé các bạn. Ốp chết xong đó mình hủy luôn. Đã đỡ bị gọi là mất tiền. Làm tướng Celebrate. Our victory was just. được Free the 87 prisoners. tiền quá ít To thôi, mình duty. sẽ hủy cái bọn này đi. Channel passions. Thằng này nó cầm hai con kỵ này cũng khá là tốn tiền cho nên mình cũng hủy luôn. Thái độ thằng này thì nó lại đang Who is hơi at the lồi lõm à. gates? À 38 sao ạ? For China, Hình như là thằng I kia. answer your request. Ok, 38 thì khá là ổn thôi. Hiện tại thì mã siêu của mình đang hết Follow sạch the quân. heart. Nếu mà đánh thì hiện tại đang âm 700 tiền là cũng hơi hơi cao nhỉ. Mình phải bán bọn này đi à? Đánh được không? Đánh được nhá, đánh được thoải mái luôn. Peace Thế through thì đánh ốp chết conquest. luôn các bạn ạ. Không cho chúng nó This thoát. is what you trained for. Và cứ từ từ đem quân lên thôi. Với ba tướng như thế này là mình đủ để chiến với bọn này rồi. 6 tướng. Bởi vì giai đoạn đầu này thì Let bọn này nó cũng feasting không có quá nhiều commence. quân đâu. Mình phải tranh thủ ngay. Hồi quân thì cũng không cần thiết lắm. I will show mercy this Nhưng mà time. mình cần có cái gọi là cung cung lửa. Attention. Hiện tại thì không có cung lửa thì cũng hơi khó. Bọn này nó sẽ gọi là sợ My cung lord, lửa. how can I Thì serve? mã siêu bây giờ mà đánh thì cũng To war. chạy ra đây thì cũng khá là lằng ngoằng đấy. Đi đường này thì ở đây là có một cái thành. Ở đây có một cái mỏ. Đánh như này là mình sẽ đánh hơi gọi là hơi lui lên trên một chút là cũng hơi hơi mệt đấy nhỉ. Towards victory. Đây xem nào. Âm 400 tiền. Ây da, có thằng này nó đứng ở đây. Nói chung là mai nó đánh mình có thể mình sẽ rút về thôi, không có vấn đề gì cả. Instinct. Mình sẽ hủy mấy thằng tướng này đi You để cho nó beckon? đầy máu. My lord, tell me your wish and I shall strive to Rồi, fulfill tạm thời như thế đã. Lã Linh Khởi How thì can I serve, my lord? hiện tại được. What Mã do you siêu thì wish không to được nhé. know? Mã siêu thì mai mình mua ra thì hợp lý hơn. Mai mình mua ra mình mất một tí tiền thôi nhưng mà máu nó sẽ đầy. Để cho Lã Linh Khởi nó làm chủ thôi. Bởi vì Hold the Lã Linh center. Khởi thì ở đây là vẫn còn một ít quân. Đây mình có thể đổi đổi bọn giáo này đi. Bọn kỵ này cũng khá là ngon. Have the people deserted this place? Từ từ đó. Bọn Points kỵ are này won. thì 200. Thôi mình sẽ đánh đánh không đánh kỵ tạm thời. Cứ giáo với cả cung thôi cho nó rẻ đấy. Trust with Rồi conviction. còn 40 mấy tiền mà thằng này thì hủy đi. Who calls? Nói chung là một ngày mình sẽ chiêu mộ tướng khá là nhiều đấy. Bây giờ mình sẽ đánh nhau với cả thằng ấy thôi. Thứ nhất là diệt cái thằng Obey instinct. viên thuật này, Caution. Douse is the heart's desire. cho bất kể một thằng My nào aim vào is cũng được. precise. March. Nói chung là cứ đánh thắng là được, không cần phải thêm đủ quân. Thắng lợi đẫm máu. Mình không sợ bởi vì quân của mình đa số là cung. We won with integrity. Chiếm Now lại let cái us thành này. celebrate with abandon. Đấy, mình sẽ chiêu mộ được thêm một thằng này. Hồi quân ta chỉ một lượt tập kết. Thằng này làm thái thú khá là ngon nhá. Ok, chiêu mộ The luôn. goal is Ui, fixed. con này này tướng. Con này thì không ok lắm. Mình thả lấy tiền thôi. Let the Một đứa captives chí go. thì cũng không cần thiết. Rồi. What do you wish, my lord? Có thể đánh nhau với thằng Lưu Biểu này cũng được. Our Đấy. patience. Peace through conquest. Thằng này thì tăng cái này cũng ok này. Mở khóa Khương tộc Hán nhập này. Cũng ok. Tăng sĩ khí.
lấy cái này trước đã, sau đó sẽ lấy cái kia sau. Let desire. Mã đằng thì vẫn còn ok. Đây mã đằng thì có thể tăng cái đường ở nhánh ở trên này nhé cậu, vì nó làm chủ soái cho nên nó sẽ tăng cái nhánh ở trên này. Cương tập nhập Hán thì cũng đã có mấy thằng mở rồi. Đấy. Mấy thằng này thì thôi hủy đi thôi. Giờ thì cái cánh này mình cũng không có cái gì nặng nề nữa. À, mình có thể hủy toàn bộ quân đi cũng được. Ở chỗ cái thành này thì có thể lên cái thành 4 các bạn ạ. 3.000 tiền đúng không? Lên cái thành 4, ở đây mình cũng bắt đầu phải xây dựng, mình update lên. Up thì nên up ở trong thành trước nhé. Up ngoài cũng được, thì mình up cái mỏ này thì nó ở trong thì cũng không sao. Đấy, hiện tại là như vậy. Thành này hiện tại là hơn 1k tiền cũng khá là quan trọng. Thành này cũng vậy, 600 tiền không thể để mất được. Đấy, cho nên là mình có thể mình sẽ hủy toàn bộ quân ở đây đi. Mai mình sẽ mua ra sau các bạn. Mai sẽ mua ra ở đây. Ở đây thì đi đường này cũng khá là vòng vèo ấy. Hoặc là mình sẽ mua ra ở đây để có thể vác quân lên đánh bọn Mạnh Hoạch này. Mỏ đồng này thì cũng khá là quan trọng. Rồi. Tăng thương nghiệp. Cộng 8 kinh nghiệm. Mấy cái này nó khá là ngon cho nên là mình cứ giữ để lại. Cái này có thể hồi quân. Đấy, tạm thời thế đã. Mình sẽ dương được một ít tiền. Rồi. Lương thực còn khá nhiều. Mai sẽ triệu tập quân đội ra. Nói chung là đánh bệnh mà bọn Mạnh Hoạch này là câu chuyện sẽ khác. Hiện tại mình chưa phải lo cái thằng viên thuật lắm. Bao giờ nó kéo quân rồi mình lại tính. Nó cứ chiếm thì mình lại quay lại mình chiếm lại thôi. Bây giờ mình chưa muốn mở map. Đánh luôn cái bọn Lam Man này cho nó yên ổn. Có bạn bảo mình chơi nó chậm chậm lại, bạn bộ đội bạn bảo mình chơi nó chậm chậm lại, ok, đơn giản. Of the autumn air refreshes and awakens. Ây da. Mã đằng ra này. Mã đằng mã siêu được hợp luôn. Thằng này thì nó là rất là mạnh rồi. China is people, not its oppressive warlords. Order will spread throughout. Cũng không thể nào mà đi tới được. Đấy. Cứ đứng ở đây hồi quân thôi. Mình cần phải có một đạo phun quân thì mới đánh được. Mua thằng bán Đức ra. Giá có 200 tiền thôi. Với tương đây quân tướng thì ok. Đủ để phòng thủ. Bao giờ nó kéo quân ở đây thì mình có thể mua tướng. Bây giờ mình đang âm 85 tiền. Âm một tí tiền thì cũng không quan trọng lắm. Mã đằng thì sẽ mua cung mua giáo thì hợp lý hơn. 72 tiền. Con cung này phí duy trì là 70. Mua phun giáo ok hơn. Con giáo này tính ra cũng khá là mạnh đấy. Đổi lại một tí. Thằng này thì nó không cầm đồ của cương tộc cho nên là nó cũng không được giảm giá nhiều ấy. Mã đằng cần phải có một con ngựa tốt. Đây thằng này phải đổi lại cung. Cung này rẻ hơn. Có 48 tiền thôi. Vẫn trừ 85 tiền. Ok. Nói chung là phải tụ quân ở đây thôi. Chịu âm một tí tiền. Bây giờ là không được mất thạch.
Hiện tại là mình đang hơi 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 nhiều quân quá, có thể mình sẽ không bỏ con Nã Linh Khởi, không cần nó cầm quân nhỉ. Rồi, nó lao lên nó đánh nhá. Đương nhiên rồi, mình sẽ lui lại một một bước. Mai mình sẽ được hồi quân, cho nên là mình sẽ không cần phải thiết phải đánh cái trận này. Trận này nó đánh thì lại rút lui thôi. Ok, ấy da, nó phục kích rồi. Nó phục kích thì như thế này. Mình sẽ mua một thằng tướng mình lao vào để cho tránh bị phục kích nhé các bạn. Một thằng tướng bất kỳ thôi, mình bị phục kích thì, nhưng mà mình chỉ mua mỗi một xác tướng thì nó cũng chả vấn đề gì cả. Đây, tách nó ra để phá cái thế phục kích của nó. Còn đây thì nó sẽ bị chết thôi. Mã siêu thì mình cũng chắc đây, cho con này chạy lên đây phục kích đi. Ôi đâu rồi, hỏng hỏng hỏng, nó lại không công nhận là nó khôn vãi chưởng ạ. Nó là nó phục kích ở đây chắc chắn, mà nó lại không. Bọn này bố láo thật. Thế này thì như thế này là sẽ bị phục kích à? Ô, mình sẽ chấp nhận là bị phục kích ở đây thôi. Thế mới vô lao. Thôi thế thì mình cứ lao lên đây thôi. Lã Đinh Khởi này chắc là bị ốp rồi. Vô lý nhỉ. Rõ ràng nhìn thấy nó ở đây nó phục kích mà không thấy nó đâu. Nó bỏ qua. Thường là cứ chạy qua là dính thôi chứ làm sao mà. Đang hơi hơi vô lý, đang chưa biết là bọn này nó ở đâu. Đấu trí với bọn Nam An này. Ấy là thằng Kỷ Linh à. Rồi. Mạnh Hoạch ký hòa bình ạ, từ chối. Chắc là nó sẽ đánh rồi. Rồi. Đó. À, nó phục kích là nó phục kích. À, đúng đúng, nó phục kích ở đây còn gì nữa nhỉ? Nó phục kích ở đây rồi. À, mình đánh nhau cái trận này thì cũng hơi khó thắng là do mình hơi ít quân. Rồi, nó đánh này thì mã đằng là đủ đánh rồi. Hiện tại là như thế này thôi, ốp luôn. Chậm mất một ngày. Đấy, chắc mình cần phải mở mở map thôi. Đi lên đánh thằng Viên Thuật để tiến vào Trung Nguyên. Đánh chiếm một số cái chỗ của thằng Mạnh Hoạch thì sau đó mình sẽ hòa bình với nó. Hiện tại bây giờ hòa bình với nó là mình được 3k tiền, khá là ổn. Đánh xong thì mình có thể hủy cái đội quân của Mã Đằng và mình sẽ mua ở dưới. Nói chung là mình cần 3 tướng để phòng thủ cái thành. Chắc chắn là bọn Kỷ Linh là nó sẽ vào. Mình vẫn còn mã siêu. Đấy. Quân đội của nó thì khá là đông nhưng mà mình cũng không sợ. Thứ nhất là mình nhiều cung cung lửa. Có đạo kỵ cung này thì nó cũng khá là ổn để mà đánh du kích. Bọn này nó sẽ không đuổi được, tướng nó sẽ phải đánh nhau với mình rồi. Đấy. Nói chung là sau mình sẽ đánh thằng Mã Đằng với quân Khương tộc này là full nha các bạn. Bây giờ thì có thể chưa đánh nhưng mà sau chắc mình chơi quân Khương tộc thôi. Chưa chắc đã chơi quân triều đình. Khương tộc cũng mạnh mà. Gọi là quân đặc biệt của Mã Đằng ấy. Đấy thì mình sẽ chơi Khương tộc. Hai là nó cũng là cái thế mạnh của nó là mình chơi nó sẽ rẻ. Quan trọng là vậy. Còn chơi mà gọi là cứ mua chuẩn chuẩn quân thì mình ít khi mình chơi chuẩn quân. Các bạn chơi thế nào không quan trọng, quan trọng là các bạn chơi nó thắng thắng game mà được. Có bạn bạn nó bảo là bạn chơi từ tầm 200 tơn thì mình cũng, có nghĩa là người ta thích chơi kiểu như vậy. Chứ mình có cái mục tiêu rõ ràng là mình chơi thường mình sẽ chơi nhanh nhanh một chút.
Bởi vì là clip này toàn là clip chia sẻ thôi, mình cũng không thể làm mà mình làm lâu được. Mà cũng có phải ai cũng xem được lâu đâu. Làm như thế này là nhanh nhưng mà xem là cũng là lâu lắm này. À, bọn này à nó cũng không có kỵ thôi, ok không có kỵ thôi. Bọn này đam cũng khá là to ạ. Ô đam bọn này mạnh nhá. Sĩ khí cũng khá là ok. Rồi. 3 2 cung thì cung nữa. Sao lại vẫn có bọn cung không phải tương tộc thế này? Thế này thì đi khá là xa nhỉ. Khá là xa đấy. Chắc thì mình chỉ trụ được ở đây một tí thôi. Còn đâu là phải đứng ở đây này. Cái quân như thế này thì đi quá là khó luôn, mình còn đi dốc nữa. Đánh nhau ở trong rừng này thì lại không có lợi cho quân ta. À nhưng bọn khương tộc này lại không sao nhé các bạn. Bọn khương tộc này đánh nhau ở trong rừng tốt. Đó. Nó khác với quân nhà Hán, là quân nhà Hán là nó sẽ bị chướng khí. Nhưng mà bọn này thì nó lại không bị à. Đây, tất cả hệ do tướng này nó cũng là quen đánh nhau ở rừng cho nên là nó không bị chướng khí. Rồi. Rồi. Chúng mày vào đây. Can never win. Từ chối. Where did you learn to speak? No mercy. Make ready. Ready. Let the ready. Ôi lao lên thôi. To attention. Attend. Mình bị cái gì? A comrade is being attacked. Move, move. Attack. Make ready. Phải cho the time has come. Cung lùi lại đây một tí. Bọn này nó bụp một cái là mình bị ấy ạ. Rồi, chém đi. Bụp lên. Mã Vân Độc rồi nghe chừng là bị đau thế nhỉ. Bị sắp chạy đến nơi rồi. Chạy luôn ạ. Rồi tên bây giờ nó bắn. Chém chết thằng tướng này đi đã. Bọn này nó lại lao vào cung, nó cứ lao vào cung. Thế mà có chịu. Lao vào cung này. Lao vào cung này mình sẽ chạy ra đây thôi. Go go go. Ready. Đây chém thằng này đi. Cái thế của mình nó không được đẹp lắm cho nên là cũng dễ chạy các bạn ạ. Mã Vân Độc thì đang thôi cho về nghỉ được, hoặc là thích thì cho lên chiến chết luôn được. Sợ chạy mệt quá thì này. Sợ chạy mệt quá thôi các bạn. Cùng này thì mình cứ đứng ở đây ở xa xa thôi. Thôi mình chém chết thằng này đi. Định đi giết kỵ. May tuổi. The time has come. Appears that is all they could stomach. Xong rồi. Chém bọn này đi. Cung này mình sẽ... Ôi thằng này nó vẫn giữ ấy chứ. Giữ vị trí ấy chứ. Tại sao lại không chạy? Spears ready. Ready.
tất cả quân này nó sẽ giữ vị trí nha. Đấy, nói chung là đến tầm này là chơi vừa bắn vừa chạy rồi, không phải lo. Bọn này nó lì thế nhỉ, bọn này nó không chạy ạ, nó cứ đứng nó bắn ghê thế. Ấy chạy đi. Bọn này đẻ này chạy đi đâu, đạp một tí cho nó lát đi các bạn. Nói chung là mình cần phải quét càng nhiều càng tốt. Bị bọn kia nó ấy ạ, chạy ai ra lừa bắn đi. Bọn này nằm xuống phải lao vào thôi. Look, the enemy run, Craven. Mình phải đánh bọn này để cho nó bị đứng ở đứng lại để cho cung nó bắn các bạn. Đấy. Cho nó chạy toán loạn đi. Quân nó cũng khá là nhiều. Mà tầm này thì không sợ rồi. Mỗi thằng một cánh quân để quét thôi. Cung này thì nó bắn là chết hết rồi. Nói chung là bọn này nó sẽ bị lát. Lát quân khá là nhiều. Đây mình sẽ đạp mấy cái đám to to ấy. Đây đám to to cho nó hết quân. Hai là cũng sẽ tăng level cho tướng. Quét một tí mai đánh cho nó dễ các bạn. Thằng nào mình cũng sẽ bị hết quân. Thôi. Mã Vân Liễu bình thường ở trong game Tam Quốc thì nó có mã Vân Độc. Nhưng mà đây là mã Vân Liễu thì cũng chưa biết nhỉ. Nằm xuống. Bó tay bọn này nó phục kích kiểu quá gì. Each victory brings stability to the realm. Côn vãi trưởng ạ, mình chạy qua không phá được. Đấy, có thể chiêu mộ bọn này sau đó mình đuổi đi cũng được. To action. Lấy tiền thôi, tầm này tiền thôi. Rồi, thằng này thì có thể đánh chết luôn. Ok. Với quân như thế này thì có đủ ốp chết không? Thắng lợi luôn. Không cần nhiều quân nhé các bạn. Righteousness won today. Bây giờ mà hòa bình với nó thì hơi tiếc. Đấy, mình sẽ chui vào đây, mình sẽ chiếm thêm một số chỗ nữa. Mạnh hoạch. À. Rồi mình sẽ tăng nốt cái chạy ngựa lên nhá. Đấy. Trừ 8 phi chiêu mộ về quân kỵ. Và tăng nốt cái này nữa sẽ tăng được thêm 15 phạm vi di chuyển và độ chiến dịch nữa là gần như cái này là xong. Hiện tại là quân lương của mình cũng còn rất là nhiều cho nên là mình cũng không cần thiết là phải. Đây. Đáng lẽ là mình cho thằng này vào đánh thì đúng hơn. Đấy. Đây, cho thằng này lên đây cho nó. Hiện tại nên mình cũng không có quá nhiều tiền để mà đánh được cái chỗ này. Đánh chỗ này thì vẫn đánh được. Một cái thành hai này nếu mà mình chiêu mộ thì à, nhưng mà đang hiện tại là không chiêu mộ được. Bọn này thì đánh chết luôn nhá. Chết luôn. Mã Vân Lộc máu còn ít thôi nhưng mà vẫn win do cái thế của mình là thế thắng. Quân của mình còn nhiều. Thực ra ít hơn con nó nhưng mà con nó là bị đánh tan tác rồi. Cho nên là nó sẽ thua thôi. Ok. Nói chung là mình vẫn chưa ký hòa bình vội. Thì mã đằng này thì có thể mình sẽ rút về cũng được hoặc là mình sẽ đi công luôn.
Bởi vì Mã Đằng hiện tại quân cũng khá là đông. Bây giờ mà gọi là không công nữa thì nó hơi tiếc các bạn ạ. Nhưng mà đi cũng hơi 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 xa đấy. Đi như thế này thì hơi xa. Nếu mà bây giờ mình tấn công vào Trung Nguyên thì sao? Phải đi qua thằng Lưu Biểu. Viên Thuật thì nó ở kia. Viên Thuật thì nó công cái thành này của mình ấy thì cũng khá là khó. Khi mình triệu tập Mã Siêu ở đây. Đấy. Nếu mà mình triệu tập Mã Siêu thì mình có thể đánh được bọn này ngay nhé, để nó không phải công vào thành. Công vào thành là mình sẽ bị kiểu bị ấy, ấy. Đấy, đánh luôn nhé các bạn. Mua thêm mấy thằng nữa. Đây, tách cái bọn này ra. Đấy, như thế này là đánh được. Với ba tướng này cộng với cả quân. Bọn này thì là tướng ít, mình mua thêm một thằng tướng nữa, mình đánh bóp chết luôn cho nó khỏi phải vào thành. Đây, thằng này vào. Caution, doubt is the heart's desire. Nghiêm nhang. Ever upwards. Ốp luôn. Còn không win nữa. Nói chung là mua xong mình lại hủy. All plans are coming to pass. Ây da, chém thôi, cầm đồ ngon như thế này chiêu mộ đấy. Thì Linh có một cái vũ khí ngon để cho thằng Mã Đằng nó cầm. Mã Đằng không có. Đây, mấy cái thằng này thì nó cấp hơi thấp thôi, miễn chức cái thái độ lồi lõm mà đuổi u u vô lương cái gì đây, thằng này đuổi này. Thằng nào mà gọi là cái thái độ lồi lõm là cho cút hết, cho dù có xịn đi thì chăng nữa thì cũng cút hết. Mình cần gì ấy đâu. Thằng Thuần Vũ Quỳnh này mua cũng được nhá. Xem có thằng nào ngon ngon hơn không. À, có thằng Lưu Trương. À, mình diệt thằng Lưu Trương này có thể cho nó làm thái thú. À, cũng được. Thằng này cho nó làm thái thú tạm tạm được. Dù sao nó là con của thằng Lưu Yên ấy. Có thù giết cha diệt môn không biết là như nào. Đây, cho mày một cái. Thằng này làm thái thú thì cũng không ổn lắm, nhưng mà thôi. À, mình sẽ cho nó làm thái thú ở một cái thành nào đó. Ở đây chăng? Ở đây thì thái thú ở đây thì không ngon lắm. À, mình cho tạm ở thái thú ở Hán Trung nha các bạn. Sau sẽ bốc nó lên một chỗ khác. 16 à. Rồi. Quân đội nó khá là đông. Ok. Thằng này nhiệm vụ thì sẽ Vua Ba La này. Lưu Trương này thì nó cũng khá là ngon. À, cho đánh đến chết này. Đấy, cái này thì sau này cho nó làm thừa tướng cũng được. Bất cẩn. Cộng trị an, tăng kinh nghiệm nhân vật cũng khá là ngon đấy. Rồi. À, bây giờ mình sẽ cho cái giáo cho cái thằng ấy thôi. Mã Siêu. À, Mã Đằng. Chủ thế lực thì cũng phải có một cái tương xứng. Đang thiếu một con ngựa nữa là xong. Đồ thì còn rất khá là nhiều. Thằng này nó cầm cung xịn. Đây vẫn còn một con cung ghẻ. Đây, mình sẽ đổi sang con cung này nhé. Cung kỵ này này. Vẫn là cứ xịn. Rồi, với hai đạo cung kỵ như là, à, với hai đạo giáo này là cho đi đánh bọn Mạnh Hoạch là được. Mình sẽ chia đôi ra mình đánh hai bên, hai cánh. Vừa đi vừa chạy vừa hồi quân. Ok. Rồi. Còn cái cánh này ấy, có thể đánh thằng Thủy Linh này lên cũng được. Với ba tướng nào đủ ốp chết thôi. Nó mất tướng này. Nằm chúa. Authority has been restored. Mình release cần rất them. Nhiều điểm ấy. Lead with strength. Đây là đi qua thằng Lưu Biểu à. Đây yes, mình yes. sẽ chơi ngoại giao thôi. À, không xâm phạm lẫn nhau, hiệp định ngoại giao à. 2.4. Thằng Lưu Biểu này đang có cái thái độ khá là lồi lõm và nó là Hán tặc. Cho nên là mình có thể đánh nhau được với nó nhé.
Đấy, và hai là mình phải đánh nhau với nó thì mới được. Hiện tại là quân của mình sẽ mua thêm ít quân. Thằng này quân cương tộc lại hơi Who đắt. is at the gates? Thằng này nó không đeo đồ để mua quân cương tộc. Mình sẽ xem có thằng nào, thằng tướng nào đeo. Đây, con bé này cũng đồ cũng khá là ngon, mình sẽ cho nó đeo mấy cái cộng quân nhu này. Who is at the Có thằng gates? nào đeo đồ cương tộc không? Welcome, my lord. Không luôn. Your presence is heartening. Mã siêu, Truth is thằng này thì đang unquenchable đang flame. đỏ. Thằng này 19. For China, what do you wish to know? Mã đại. Đây cho tăng 8 hài lòng được chưa? Thu thập công nghiệp. Cho cái thằng Lưu Chương này nó đeo mấy cái đồ của ấy cũng được. Thực ra cái thành này nó có công nghiệp mấy đâu. Nhưng mà mình cứ cứ cho đeo thôi. À, mình sẽ mua thêm mấy con giáo, con kỵ của cương tộc đây cũng vẫn đắt. Thôi mua giáo thôi, đang âm 4.000. To war. Ever forward. Mai sẽ chiến các bạn ạ. Với You tướng như grant này là me a mai chiến được. kindness in calling, my lord. Ôi đầy máu là Let xong. desire shape and Thằng guide này hủy passion. đi này. Rồi tạm thời thế đã. Mấy cái thằng này thì nó lại đang không hài lòng lắm. Điểm thì cũng không cao lắm. Rồi thôi kệ không sao cả. Mình đánh nhau với cả thằng Lưu Biểu nữa. Thì bây giờ có một cách là một là mình sẽ phục kích nó, mình sẽ chậm mất một There is ngày. honor in our campaign. Từ chối nhá. Không đánh nhau với đồng đồng As khác. you prefer. Mình đánh như thế là mình phá vỡ hiệp định, mình đánh thì mình phải hủy với thằng đồng trác khoảng 10 tên. Đó thì mình mới lên đánh thằng đồng trác. Còn bây giờ mình chưa chưa cần thiết phải đánh đồng trác mà mình sẽ đánh thằng Lưu Biểu. Cứ thằng nào ở gần mình đánh thôi. Bây giờ nó đang chiếm bọn ấy này. Nó đang là Hán tặc nữa, mình đang đánh theo triều đình. Đấy. Mình phải tính kế có lợi nhất với mình. Bây giờ mình đánh thằng đồng trác thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Văn xú nhận. Rồi. À, thằng này nếu mà như thế này thì mình có thể mình hòa với cả thằng Mạnh Hoạch được. Hòa bình 17 yêu cầu cấp tiền. 5-6 nghìn tiền này thì ok luôn. Bởi vì bây giờ mình tính mình đánh đánh Mạnh Hoạch này cũng khá là mất thời gian đấy. Ok, được 7.000 tiền. Ok, mình sẽ đánh nhau với, mình sẽ ngừng đánh nhau với Mạnh Hoạch để mình rút quân về. Nếu mà mình đi sớm được một tí thì mình có thể chiếm được cái thành, nhưng mà hiện tại bây giờ thôi. How can I serve my Rút về, lord? rút về. I answer Tập your trung đánh request. Lưu Biểu. Bởi vì Lưu Biểu nó cũng khá là đông quân, mình sẽ đánh What đánh do và you chiếm wish thật for me? nhanh. Đấy, với đạo quân chính là mình về My thì lord, câu chuyện nó sẽ khác. how can I serve? Mình sẽ I cần được am đạo at quân your chính của nó. disposal, my lord. Đấy. Mình phải đánh chớp nhoáng cơ. Mà quan trọng là bây giờ là mình mua quân với một cái thành level 3 mình mua ở đây. Lưu Biểu có thể nó sẽ nùa quân nó kéo nó đánh mình bất cứ lúc nào. Nếu mình mua ở Ba Tây thì cũng không được. Bây giờ mình cũng chưa triệu tập được quân đội chính quy cơ, chỉ mua được mấy cái thằng thường thường thôi. Thì đánh cũng không được, mình phải cần mất một ngày nữa mình mới đánh được. Đấy, cho nên là bây giờ tạm thời án binh bất động. Còn úp là úp được luôn nhá. Đấy, như thế này là úp được luôn. Còn dư 7. Thay vì như thế thì mình sẽ chuẩn bị mua quân thôi. Mấy cái thằng này thì nó lại đang không hài lòng. Mã Vân Liễu này mua ra. Con bé này mình sẽ mua cung cho nó. 103. Cung này thì khá là mạnh. 539 ơi, mình cứ mua full cung. Rồi. Follow the heart. Tạm thời như thế đã. Đấy.
Con bé này sẽ đứng ở đây. Prepare for war. Destiny awaits. Để cho nó vào nó chiến. Mã siêu và chiến cũng được. Nói chung là mình phải mất hai turn để hồi quân các bạn ạ. Lưu Biểu nó chiếm được khá nhiều đất thì mình sẽ đánh thằng Lưu Biểu thôi. Đánh thằng Lưu Biểu mình đánh, mình lấy được hết cái vùng đất ở đây là ngon. Hàn Toại đang đánh nhau với Tặc Khấu. Tặc Khấu nó chiếm mất cái mỏ kỵ. I have a request for you. Cái gì đây? Giao dịch ạ. Mộc Ngư từ chối. Your choice. Nó có cái thái độ rất tốt với mình. Nói chung là cái bọn Lam Man thì đơn giản, mua vài tướng là xong rồi. Yes, yes. Nói chung là mình giao lưu ngoại giao cũng khá là ghê gớm đấy. Mình sẽ mua quân đội ở đây. Mã Đằng. Let desire. Cứ chuẩn bài thôi. Mã Đằng bây giờ lại không hợp với cả thằng Bàng Đức nữa. Đấy, nó sẽ hợp với thằng này. Then, và hợp với cả Lã Linh Khởi. Được luôn. Lã Linh Khởi luôn. Trust with conviction and strike true. Once again, hồi một I feel the warmth of home. Với âm 200 tiền. Mình có thể mua thêm một bọn tướng nữa ở đây. Triệu tập luôn. Mã Thiết. Peace through conquest. Ba tướng nữa. Trust instinct. Câu chuyện nó sẽ khác. Rồi. Đứng trong hay đứng ngoài đều được. Ở đây mình sẽ hồi lại được khoảng tầm 2 turn là đầy hết nhé các bạn. Nói chung là mình cần hồi đầy một chút. Tuyên chiến là mình phải đánh được ngay. Hoặc là mình không cần đánh, mai mình có thể tuyên chiến. Mai tuyên chiến là đẹp. Cái gì mà họ hợp chung, khôn như mày. Greed is an ugly trait. Thu thuế cơ nghiệp. Vớ vẩn. Ấy, mình có thể ra đây mình phục kích. Mã Đằng mình có thể đi phục kích thằng này. Với ba tướng này đứng ở đây mình phục kích là tỷ lệ mình thắng vẫn là rất là cao. Đây gọi là kế dụ rắn ra khỏi hang. Rồi. Đây mình sẽ cho thằng Mã Đằng. Mã Đằng đứng ở đây. Phục kích được 85% thành công. Nhưng câu chuyện là đây. Như thế này nhé. 85% thì cũng khá là cao rồi. Đấy. Đấy mình sẽ cho chạy thằng này ra đây. Để gạ đòn. Sau đó mình sẽ tuyên chiến luôn. Đấy, thằng này sẽ đứng nuôi vào đây một tí. Đấy. Chắc chắn là nó sẽ nào ra nó đánh thôi. Chỗ này mất rồi à? Thế thì công luôn nhé các bạn. Bắt tuyên bố luôn. Công nó nhiều. Nó có một cái đạo ở đây không biết nó chạy đi đâu. Đương nhiên là bao vây rồi. Strike as one. Obey the heart to restore order. Chiếm nhanh. To arms. Rồi, vào. Tuổi. Those who do not bend to authority break opponents. Chiếm lĩnh luôn. True of heaven's blessing. Ok. Mã siêu bị thương. Mình sẽ đi ở đây một tí thôi. Đấy. Mình sẽ chiêu mộ thêm tướng. Nói chung là Vu Ba La này. Thằng này nó sẽ chạy ra. Tách ra. Con bé này thì tell me your wish and I shall I answer to your request. Máu đang đầy. Rất ngon nhá. Con này tăng cái gì cũng được, tăng tăng cái thủy này đi. Cho nó hết skin. Level 6 thôi nhưng mà skin rất đẹp. Thằng này cho đứng nuôi lên đây này. Đánh lên đây thì cũng không đánh được.
Mình sẽ chiêu mộ thêm một thằng nữa. Nurture passion. Who calls? Tách ra. Truth is an unquenchable flame. Rồi. Xem bọn này nó làm gì. Thằng lưu biểu này có thể nó sẽ kéo vào đây nó đánh. Tùy. Phục kích. Với quân như thế này thì mình không sợ. Đấy, thằng này chắc chắn nó sẽ kéo vào đây nó đánh. Hoặc là sẽ cho con này lên đây nó đánh. Tùy thôi. Mình âm có 100 tiền thì quá đơn giản. Mình đang mắc 100% rồi. Mã đang hàn toại ân sủng nó mắc rồi. Ok. Đánh thằng lưu biểu mà nó gọi là đúng sách. Thằng hàn sủng này là cái thằng hình như là mình mới thu lập hay sao ấy. Đang khá nhiều thằng nó đang không được hài lòng với mình lắm. Do điểm hài lòng thấp. Chấp nhận thôi, bởi vì cái phe mã đằng này thì thường nó là như vậy các bạn. Nào đánh chưa? Hay là phục kích cái gì đấy không biết. Mình cứ đánh từ đây, mình đánh thẳng lên thôi. Còn một cái đạo chính ở đây là nó đang phục kích thằng kia rồi. Lưu biểu lao lên chưa? Rồi. Mày chết. Phục kích thất bại thì cũng vẫn là win thôi. Thắng lợi đẫm máu là được rồi. Mai mình lại được hồi quân. Đường quân của mình chắc chắn mình sẽ không bị chết. Đa số là ấy thôi. Đa số là bộ binh bị chết nhiều hơn thôi. Còn cung thì nó sẽ ít khi chết. 1.000 tiền, đẹp luôn. Nói chung là lưu biểu quả này là thế khó rồi. Cần thiết thì mình phải đánh bằng tay, còn không thì mình cứ auto thôi. Hiện tại là mình đánh bằng tay thì mình sẽ win được cái đạo, hai cái đạo nó ở trong kia. Đấy, xem nào. Mã đằng lại hồi gần đấy quân rồi. Đấy, đây là có một cái thành. Act quickly. Đây là đánh được luôn. On the march. Như thế này là mình sẽ dụ ra thành để đánh nhé. Thì mình buộc phải đánh tay thì chắc mới nó mới win được. Để xem cái thành này là bao nhiêu quân. Thành này thì cũng ít thôi. Nếu mà mình đánh gọi là đánh tập kích đêm thì thằng này chết luôn. Strike with fury. Bao vây đã. Với hai đạo quân. This is what you train for. Thằng này thì chạy hết cỡ là tới. Mình đang không muốn ok. Chiêu mộ bằng đức ra. Chạy hết cỡ. Serve the people. Chiêu mộ một thằng bất kỳ cho nó nhiều quân thôi. Poise to strike. Đấy, chạy hết cỡ rồi đây. Vẫn còn 5%. There is barely anybody here. My lord, mình không muốn đánh bằng tay. Đánh bằng tay nó sẽ hơi mất thời gian. Đây. Show them heat. Không win thì mình sẽ tập kích đêm thôi. Ôi thắng lợi đẫm máu đẹp luôn. Nói chung là điều binh khiển tướng thật là nhanh các bạn. Đánh xong này mình đã hủy hết quân này đi thôi. Mai mình đã mua tướng ở chỗ khác. À, chiêu mộ được thằng Nhạc Tiến này. Ngon luôn. Phái Việt này. Ui giời, y tịch này. Thì hầu hết ạ. Và ai chẳng chữa. Một đống tướng. Mình sẽ đuổi hết mấy cái thằng kia đi. Không hài lòng đuổi hết. Mình lại có 4 tướng mới rồi. Follow the heart. Một cái thành ba này thì ốp vào phát là xong là lan thôi. Tự động chiến đấu đi. Tự động chiến đấu sẽ lấy được tiền. Còn yêu cầu đầu hàng có khi nó đầu hàng. Fight with utter belief and you will be undefeatable. Ok. Thằng này không theo chém. Consider this a mercy. Láo này. Okay, sẽ hủy luôn quân của mình đi. I answer your mai mua ra. My lord. Không phải lo về kinh tế. Bọn này what do you hết wish đi. My lord? Bởi vì các bạn giữ lại nó cũng chả giải quyết vấn đề gì. I answer your request. Mai mình sẽ chiêu mộ lại. Đấy, bây giờ sẽ đánh cái này thôi.
Mai sẽ mua quân ở đây mà đẩy lên thôi. Đấy, thằng này sẽ đi lên đây. Chắc chắn là tới kịp thôi. Let fury explode and lay them low. Tiếp tục. Let feasting commence. Dẫn binh thần tốc các bạn. Ok. À, mình sẽ xem là ở đây chỗ này là nó hơi gọi là góc khuất một tí. Mình sẽ cho một thằng tướng ra, chiêu mộ ra các bạn ạ. Nhiều tiền tầm này thì cứ mua tướng ra thôi. Thủy quân. Welcome my lord. Đấy, thằng này à. Thằng này có thể hủy đi được. Đấy, cho thằng này chạy ra đây. Để xem mặt mũi nó thế nào. Ấy ra, thằng Lưu Biểu ở đây là có quân nhé. Có một ít quân. Mình đi tầm 2 ngày là tới. Ok. Đấy. Với cái đạo quân chính này. Còn thằng này thì mình sẽ đi ra đây. Đi một phát là tới luôn à. Fear no one. Ai tên? Bây giờ còn chiêu mộ được không? Chiêu mộ được nhé các bạn. Chiêu mộ được thì mình sẽ cố mình chiêu mộ thôi. Cho nó lên. Hủy hết quân này đi để mình tiết kiệm được cái thời gian ấy. Bởi vì chiếm mấy cái này các bạn không cần quá nhiều quân. Nếu mà nó không có quân phòng thủ thì các bạn chỉ cần 3 tướng thôi. Đấy. 3 tướng thì mình phải tranh thủ. Đây, cho thằng này đi lên đây. Ok. 3 tướng thôi thì chắc là đi được. Mình sẽ cho hẳn thằng này chạy lên đây luôn. Mai mình sẽ mua được 3 tướng ở cái góc này. Đấy, cho thằng này đứng ở đây luôn nhé. Một phát là phải chiếm được ngay. Đây là thằng viên thuật à. À, viên thuật ở chỗ này thì nó chiếm được đến vào trong đây thì Đổng Trác thì có phòng thủ được không? Không là hơi dở, thằng viên thuật này nó cứu được Hán Hiến Đế là hơi mệt. À, ok không sao. Rồi hiện tại ở cánh này là ok hết rồi. Qua tơn thôi, mình bây giờ mình xây dựng phát triển thôi. Ok. Trạm tiếp tế. Nói chung là mình cần phải nâng cấp nó lên. Nó tăng cái trị an lên và nó tăng nhiều thứ lên luôn. Cái này hồi quân thì bây giờ chắc là mình hủy đi thôi. Cái này cũng cộng trị an. Đây. Giờ thì thoải mái mà update thôi. Phát triển kinh tế là lúc này thôi. Cái này sẽ chế tạo được giáp. Thêm một ít đồ nữa. Rồi xanh mét các bạn. Mai sẽ gọi là âm một chút tiền. Bao nhiêu thành này mà chưa nuôi đủ một đạo quân full. Chỉ mua được quân cỏ thôi. Nhưng mà cũng không vấn đề. Thằng này chắc nó sẽ lùa ra nó đánh mình thôi. Lùa thì mình rút. Lại đuôi về. Thằng viên thuật để ra mình chiếm được chỗ này nó cũng rất là khó. Đi rất là xa. Đường gập ghềnh. Đi chắc phải mấy tơn. Y tịch bất tài này. Trừ kinh nghiệm, thông minh. Đương nhiên rồi. Mình đang có khá là nhiều tướng cho nên là y tịch này thôi chứ đuổi đi nhá. Nó cấp nó quá thấp. Thằng này Vu Ba La này cũng đuổi đi. À nhưng mà thái độ của nó cũng được. Mà thái diễm ngon này. Thằng này đuổi đi. À, vừa chiêu mộ được mấy thằng, có thằng Nhạc Tiến này cũng được. Đấy, mình sẽ soi xem có một danh tướng nào không. Có thì sẽ mua về thôi. Không có. Có một thằng có cái giáp vàng ấy nhưng mà
không cần. Đấy, đội mã siêu, ô mã siêu không làm được tướng chính à? Không cho làm. Obey instinct. 100% phục kích thành công. Mình sẽ phục kích ở đây. Lying in wait. Who is at the gate? Rồi bây giờ cho đổi. Cho thằng này chạy ra đây. On the march. Chắc chắn là thằng này nó sẽ tới kịp. On the march. Rồi cho con bé này ở đây. Úi giời. Thằng viên thuật chắc chắn là sẽ mất chỗ rồi. Mình sẽ mua mã đằng ra. Let desire shape and guide passion. Tách cái này ra nha các bạn. Rồi mã đằng sẽ siêu mộ. Thực ra mua mã đằng thì lại hơi chưa chuẩn nhỉ. Order will spread throughout. Mua mã đằng ra đây thì cũng hơi không được chuẩn lắm. Ôi thằng này đi hơi sai đường rồi. May mà vẫn tấn công được kịp nha các bạn. Thằng này nó đi vào cái đường mòn tí thì vỡ mồm. Bao vây ạ. Vẫn chưa thắng được. Thế mới căng. The season shows empathy with our own hopes. Thôi mình buộc phải đánh bằng tay vậy. Nó không cho thắng thì mình phải đánh bằng tay thôi. Thực ra là đánh tay thì thắng thôi. Nó cũng hơi mất thời gian một tí. Anh em có đóng góp hay thắc mắc gì có thể comment phía dưới. Clip nào mình cũng nhắc nên nó cũng hơi mất hơi nhạt. Now we take the fight to them. Give no quarter. Nói chung là giai đoạn này mình sẽ làm hai con game. Một con game kiếm hiệp và con game này. Tranh thủ thời gian nói chung là lúc đó là rảnh là mình sẽ làm mình chơi mấy con này. Mình nói chung cảm giác mình chơi con game kiếm hiệp mình thấy nó vui vui, quay lại tuổi thơ tí. Nói chung là tất cả những con game kiếm hiệp ấy mà được Việt hóa ở hội game Á Châu là đều rất là hay luôn. Mình đã chơi qua rồi, nó rất là hay. Quan trọng là nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Thứ nhất là vì nó không mất tiền. Thực ra để mua một con game đấy là mấy trăm nghìn là cũng không hề đơn giản. Ok. Đương nhiên là nếu có điều kiện thì chơi cái bản chính nó vẫn là ok. Con game cũ này nó vẫn còn ở trong ổ của mình ấy. Mình cài ra vẫn chơi ok thì cho nên là mình cứ để lại thôi. Bọn này nó không ra. Bọn quân ở kia nó không ra. Quân này mình có thể vào chết cũng được, không vấn đề gì cả. Mai mình lại hủy đi mà. Mình mua ra xong bắt đầu mình lại hủy đi luôn. Thứ nhất là mình sẽ không mất cái phí duy trì cánh quân. Và mình vẫn đạt được mục đích nhé các bạn. Thì các bạn không cần, trừ khi những cái trận mà nó có quân đội mạnh thì mình cần phải hồi quân 2 ngày. Thường mình hồi quân 1 ngày là cũng gần như là xong rồi. Đấy. Rồi xông lên. Xông lên thôi. Không nhìn thấy gì cả. Đương nhiên là bọn giáo này phải xông lên rồi. Mình sẽ nào tướng vào đây nó chấp nhận là chết kỵ thì chết thôi. Đây có bạn bảo bạn ấy còn bị chết ngựa thôi thì đương nhiên nếu mà các bạn mà nào từ xa vào cái đám này thì chắc chắn các bạn sẽ chết kỵ. Bởi vì cái bọn giáo này nó sẽ khắc kỵ mà. Đấy, cứ nào vào là nó chỉ chết kỵ thôi. Nên là các bạn muốn có không ấy thì các bạn chỉ có cách là đấy thôi. Tránh cái bọn này nó ra. Đơn giản là vậy. Hay là mình không có dao từ xa vào, mình đứng ngay tại trận ấy thì nó sẽ đỡ chết kỵ hơn. Chứ còn lại còn tìm cái mốt để bọn nó chết kỵ nữa thì thời thế còn thì hay. Nó tạo ra những cái khó để cho mình vượt qua. Nhưng mà mọi người chơi game, người cứ hay gọi là tìm cái cách để nó làm dễ game đi. Cái đấy không nên. Nếu mà các bạn không chơi được hệ khó thì các bạn chơi cái chế độ dễ của game ấy, thì nó hay hơn. Hơn là các bạn dùng thủ thuật để các bạn chơi dễ đi bằng các cái mốt dễ chẳng hạn. Ví dụ như là các có những cái mốt nó buộc cho các bạn là trừ chị A rồi hài lòng tất cả các số lực ấy. Là không có đứa nào nó ghét nhau thì còn gì hay.
cái game nó hay là còn ở các cái tính năng của game là những cái gọi là ấy quản lý của mình ấy. Nó hay ở cái đấy, còn nếu mà không có những cái đấy thì cái game này thì đâu gọi là một cái game gọi là chiến thuật nữa. Vì là ngày xưa mình chơi game mình cũng gọi là ít khi mình đi sẽ tham khảo ấy, bởi vì có những cái game nó rất là khó. Mình chơi game ngày xưa mình chơi toàn cái game toàn tiếng Anh, nó rất là khó, mình chả biết là làm như nào, nhưng mà mình thấy thích chơi những cái game kiểu mà nội dung nó sâu sâu ấy. Đấy, khi mà khó như thế thì thôi mình lên trên mạng, thì mình ngày trước nó không có nhiều video. Nói chung mình chơi game cách đây mà tầm mười mấy năm thì các bạn biết này, mười mấy hai mươi mấy năm thì làm gì có video YouTube nó phát triển như bây giờ đâu, toàn nên xem ở trong các cái diễn đàn. Ngày trước mình nhớ có cái diễn đàn game VN gì đấy, là game chơi, mình chơi game mấy cái game mà gọi là nói chung là những cái game mà nó có nội dung thì các bài viết ấy nó người ta có viết là hướng dẫn là toàn bộ bằng chữ hết, nhưng mà mình đọc xong là mình cũng thấy là nó gọi là hỗ trợ mình cực kỳ nhiều. Sau đó đến lúc mình chơi thì các cái game khác bắt đầu đến một thời gian đoạn dần dần nó mới có các clip hướng dẫn ở trên mạng thì nó sẽ trực quan và dễ hiểu hơn. Cho nên chính lúc mà mình làm YouTube cũng không hẳn, nhưng mà mình chơi game và có mấy cái game mình chơi cũng được ấy, cũng chơi ở các server quốc tế, ví dụ như là 7 Day to Die chẳng hạn, thì mình chơi cũng tương đối, chơi tất cả các server khó nhất của cái game đấy rồi. Thì có một cậu em cậu bảo là anh làm các clip hướng dẫn đi, em có mở một cái gọi là một cái server ấy, nhưng mà cũng không có cái clip nào hướng dẫn. Thế là mình hồi đấy mình mới làm chơi là đầu tiên là cái game 7 Day, sau đó mình bảo thế thì có thời gian mình cũng làm, mình chia sẻ cho những bạn nào cần. Ok, thì con game Ba Quy này cũng vậy. Ok, bây giờ là mình sẽ hủy luôn nha các bạn, bởi vì bây giờ mình giữ quân nó cũng chả hồi được quân đâu. Được việc cái là các bạn có thể hủy luôn, tấn công thần tốc là như thế. Chứ còn nhiều lúc là mọi người mà chơi, thực ra trong cái lúc mà mình hướng dẫn gọi là mình làm clip chia sẻ ấy, thì tự dưng mình cũng ngộ ra nhiều điều, nhiều cách đánh. Ví dụ như cách đánh mà gọi là chơi quân như thế này ấy, là lúc đầu là mình cũng không có nghĩ ra đâu. Trong quá trình chơi thì bắt đầu nó mới phát hiện ra là mình không nên giữ quá nhiều quân. Ngày trước mình chơi vẫn hơi khuôn khổ ấy, còn bây giờ mình chơi flexible hơn, có nghĩa là thoải mái hơn rất nhiều. Không có phải có nghĩa là mình đã hiểu rồi thì các bạn chơi con game này nó sẽ rất là thoải mái. Nó không như ngày trước mình chơi mình chưa hiểu, cái thời mà chưa có cái bản Việt hóa mình chơi nó khoai lắm. Nói chung là chơi dẫn quân còn bị phục kích rồi, bị bọn nó bao vây không biết làm thế nào đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho thằng này lên đây nhé, để mai có thể công được thành luôn. Nhưng mà để mà công được một cái thành này thì cũng khá là khó đấy. Trong quá trình chơi thì bắt đầu mình mới nghĩ ra thêm được cái cách mà chơi làm sao mà nó nhanh hơn. Còn đương nhiên các bạn muốn chơi lâu thì đấy là quyền của mình thôi, nhưng mà bây giờ mình chơi nhanh hơn thì nó sẽ khó hơn, còn chơi lâu thì nó lại kiểu khác đấy. Ví dụ nhiều người ta thích chơi game chậm, đôi khi người ta chơi cày cả tuần, đôi khi người ta giải trí người ta chỉ thích như thế thôi, thì cái đấy cũng ok. Đây mình có thể tăng cái này để mình thêm đấy. Còn như mình thì mình làm clip mà mình thực sự cái kênh của mình nó cũng không phải là kênh to, mình cũng làm clip cũng được mấy tháng nay thì nó các bạn biết đấy, được trăm lượt view thì cũng quan trọng quá, thì kiếm tiền bạc gì được cái này. Có khi làm cả năm thì chả được, chả bằng một ngày đi làm của mình. Đấy, cho nên câu chuyện là riêng cái kênh này mình sẽ làm tất cả những cái game mình thích, đam mê mình chia sẻ. Bạn nào mà thấy hợp thì các bạn có thể chơi đấy, hoặc có gì thắc mắc thì tính mình cũng thích chia sẻ nữa. Bởi vì các bạn được những người nào người ta biết trước, người ta hướng dẫn ấy, thì các bạn chơi hay là các bạn làm việc nó cũng sẽ rất là nhanh. Cho nên là mình ngày xưa mình cũng được hỗ trợ như thế. Ngày trước có mấy người người ta mình cũng đi học nghề. Thực ra nghề của mình thì nó cũng liên quan đến nhiếp ảnh, chụp ảnh, nhưng mà mình trong cái nhiếp ảnh thì nó cũng có nhiều cái mảng khác nữa. Thì mình đi cầm máy ảnh đến hơn một năm rồi cũng chả được ai hướng dẫn cái gì cả. Mặc dù người ta nói hay lắm. Cái thời đấy người ta còn giữ nghề, các bạn biết cách đây khoảng tầm chục năm ấy, giữ nghề kinh đó. Sau đấy mình đến lúc mình tự học thì mình mới biết. Và tự học thì học ở đâu? Toàn học trên mạng hết các bạn. Đấy cho nên cũng cảm thầy của mình toàn thầy online đấy, chứ chả có ai thầy ở ngoài đời. Đến những lúc mình biết rồi thì bắt đầu mới có người cần hướng dẫn, thì toàn những cái mình biết rồi, nhưng mà mình vẫn cứ trân trọng những người nào mà người ta hỗ trợ mình.
Chứ còn bây giờ các bạn muốn học cái gì, các bạn cứ lên mạng các bạn tìm, tìm tài liệu là có hết. Nên là chả cần phải ấy cái gì cả. Ok, mình sẽ đập chết thằng này luôn nhé, để cho nó đỡ phải ấy. Mình sẽ mua mấy thằng tướng này. Channel passion. Đây mình sẽ chiêu mộ. Let desire shape and nhiều, guide nhiều người ngày xưa mình chơi, mình xem clip mình ngại hỏi lắm. Mình côn mình vào một cái bài viết của ai đó là mình rất là ngại. Follow the heart. Nhưng mà bây giờ thì nó khác. Cái gì mà mình không biết thì mình hỏi thôi, kể cả những cái đơn giản. Ngày xưa bảo hỏi mấy câu gà gà, sợ người ta đánh giá coi thường mình các kiểu. Nếu mà mình cũng suốt ngày mình nghĩ như thế thì cái câu chuyện mình sẽ lâu tiến bộ thôi. Còn đôi khi có những cái nhá, người ta chỉ cần chỉ cho mình một lần phát là tự dưng mình gọi là mọi chuyện nó trở lên rất dễ dàng. Nhưng có cái mà mình không chịu hỏi, đôi khi cả vài năm trời mình vẫn kém. I am here to serve. Bởi vì có một cái đợt mình chơi game, mình cũng thuộc lại là ngày xưa mình cũng là thích chơi game. Thực sự với các bạn là ngày xưa mình có mở quán net, mình đi học về tin học nhưng mà mình lại không làm về tin học. Nhưng sau đó vì thích chơi game thôi cho nên mới học tin học. Và khi mà học tin học thì bắt đầu là gọi là mới chơi game nhiều. Chơi game nhiều, ngày xưa chơi game thì cũng mở quán net thì cũng top luôn. Có nghĩa là cái quán mình toàn thằng giỏi nhất tập trung hết ở đấy. Cái hồi mình chơi, mình mở quán cách đây phải tầm gần 20 năm ấy, thì hồi đấy nó mới có mấy cái game thôi. Thứ nhất là Võ Lâm Truyền Kỳ này, Kiếm Thế này, Thiên Long Bát Bộ. Gọi là thế giới hoàn mỹ đó. Nói chung là nó gọi là ít quân, à ít game. Nó không có nhiều game như bây giờ đâu. Nhưng mà ngày xưa chơi thì nó vui lắm. Các bạn biết là gọi là vui là quán nét cỏ ngày xưa ấy, nó khác hoàn toàn với bây giờ. The people are flocking to this province. Bây giờ thì hầu hết ai cũng có máy tính rồi, nhưng mà ngày xưa thì để có máy tính nó khó lắm. Thì chơi cái hồi đấy mình cảm giác là vui nhất. Còn bây giờ chơi game thì nó lại theo một cái hướng khác, nó có nhiều game hơn. Và game bây giờ người ta cũng gọi là cho vào thể thao rồi, nó khác hoàn toàn. Ngoài cái chuyện giải trí mà đôi khi các bạn làm còn kiếm tiền. Ví dụ như bạn nào thích làm YouTube như này chẳng hạn, nếu mà cái kênh người ta phát triển thì người ta một ngày người ta đăng lên khoảng tầm gọi là mấy chục nghìn lượt xem thôi là người ta cũng có thể kiếm tiền được đấy. Còn gọi là cái kênh mà mấy trăm hoặc là 1-2 nghìn lượt xem thì gần như nó không có tiền đâu. Làm thì cứ làm thôi, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình duy trì cái kênh này để chơi những cái game mình thích. Và hai là nếu mà bạn nào có những cái game nào, ý tưởng nào về cái game nào mà mình cảm giác nó cũng hợp khẩu vị thì mình sẽ làm, mình chia sẻ. Mình không biết chơi thì mình sẽ làm clip trải nghiệm đấy, để mình cũng muốn tạo một cái sân chơi mà. Bởi vì thực ra mình cũng còn có rất nhiều game và cũng có rất nhiều nhóm, mọi người bảo cứ làm đi, nó không phải là cái nhóm nó quá nhiều người chơi nhưng mà mình chưa có thời gian nào. Nói chung là mình phải thích cơ. Bây giờ đánh thằng này chắc mình phải mua thêm ít quân, ít tướng cỏ vậy. Bây giờ mấy đứa này nó lại không hợp nhau, thế bây giờ không hợp nhau ạ. Đánh thì mình phải buộc phải có tầm 3 tướng trở ra các bạn. Đây thì không hợp nhau thì cũng mua ra, đánh xong thì thôi nha các bạn. Đánh xong thì hủy thôi. Bởi vì các bạn để không hợp nhau là bọn nó sẽ ghét nhau và nó sẽ bị đấy. Thắng lợi đẫm máu là ngon luôn. Mình chỉ cần thế thôi. Sau đó cái đạo chính này thì mình vẫn giữ, bởi vì là nó không bị âm quân thì mình vẫn hồi quân được để mai mình tiếp tục di chuyển. Còn những cái thằng tướng phụ là mình có thể hủy đi này. Hai là mình có thể thích thì mình sẽ cho nó mở map, nó đi lên một đoạn. Ví dụ như thằng này mà đi lên đây thì ok đi được nhá. Đây mình sẽ tách cái thằng này ra. Mấy thằng này mình sẽ hủy đi này. Tăng cấp lên cho nó. Bask in the sun's radiance. Let desire. Trước mình có mấy cậu em ấy. Cậu ấy chơi game thì tôi chắc quên. Cậu ấy chơi game thì kiểu là lao động chân tay ấy. Người ta mệt, người ta về người ta chơi game, người ta chỉ muốn xả thôi. Cho nên là toàn chơi kiểu game mà bắn giết các thứ cũng khá là vui. Đó. Con bé này cũng rất là mạnh luôn, nó đang thiếu một cái kích. Nó có hoảng sợ thì cái này cộng tính chính xác dừng tốc độ di chuyển. Có khả năng tập kích đêm. Ngon nha. Bởi vì cái khả năng này có sử dụng hỏa tiễn luôn. Ô cái này buộc phải tăng rồi. Con này hay luôn, con này có khả năng hỏa tiễn luôn.
Còn mã Vân Lộc thì chỉ này, đây gọi là mã Vân Liễu, không biết là đúng hay sai. Who is at the gates? Thì đa số bây giờ người ta xem game, một là người ta có thể người ta thích, người ta xem game giải trí, những cái game mà người ta chơi chung. Hai là người ta sẽ chơi theo kiểu là giải stress ấy. Ba là có nhiều người người ta chơi game là ngoài cái chuyện đam mê người ta còn kiếm tiền nữa, người ta stream ấy. Đấy, thì nó có cái nghề đấy. Thằng này lại có độc tiễn, thằng Mã Siêu lại có độc tiễn nha các bạn. Bây giờ thằng Mã Siêu mà tăng tăng chuẩn thì phải tăng cái đường ở trên thì nó cầm cầm tướng khi làm chủ soái nó sẽ ok hơn, còn cái này cộng tầm nhìn. Tầm nhìn thì không ok lắm, 6 này, 7 8 9 này. Ok, mình sẽ tăng cái ở trên đi, cái này cũng khá là ngon này. Thôi thế thôi, tạm thời như thế đã. Còn cái này để mà chiếm được cũng khá là khó. Cái thành này mình chiếm muốn chiếm được cũng khá là khó này. Thằng này chắc chắn là nó sẽ về. Thế cho nên là mình phải chiêu mộ. Ôi trời, bây giờ mình không chiêu mộ được nữa luôn à. Hết hết được chiêu mộ rồi. Thôi đứng ở đây thôi. Mai mới mua được thằng ấy. Ok. Lại ngồi chấm gió tiếp thôi các bạn. Accept A before you have quên to beg for it. Không có chư hầu thằng nào hết. Bọn này nó toàn gã đẻo ấy. Mình cũng còn thêm mấy kênh YouTube nữa, nhưng mà nói chung là nó ở cái mảng khác. Mình chưa giới thiệu bởi vì là cái kênh game thì thường mọi người sẽ không 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 ấy. Sẽ không sẽ về cái mảng kia thì nó lại khác, kênh về cái nội dung khác. Kênh này chủ yếu mình sẽ làm về game thôi. Game sinh tồn, nhập vai hoặc là kiếm hiệp. Nói chung là những cái game mà xưa nay mình chơi nó, mình thấy nó hay thì mình chia sẻ với các bạn. Để các bạn có thời gian, các bạn rảnh rỗi các bạn chơi để giải trí. Cũng giống như mình thích chơi game. Có tuổi nhưng vẫn thích chơi game. Bây giờ mà chiếm cái này thì nó cũng không được cái gì. Mà lại rất khó chiếm cơ. Chiếm cái này là mình cần có phải có một thằng tướng có pháo các bạn ạ. Đây à, mình muốn chiếm cái này là mình cần phải một cái tướng có pháo. Ok, có thể mình sẽ mua một thằng tướng và có pháo ở đây. Với quân đội này thì ấy da, nó lại có cả thằng này á, xịn vậy. Thế là khó chơi đấy các bạn. Thế là mình bị chôn vùi một đạo quân ở đây. Thằng viên thuật thì nó đang kéo đến đây. Hiện tại thì nó cũng không thể nào nó công được cái này ngay. Đấy, mình sẽ triệu tập mã đằng ở đây. Trust instinct. Thằng này là thằng tướng xịn là phải triệu tập. Resist corruption. Lã Linh Khởi cũng được. Lã Linh Khởi thì không ok lắm khi mà nó toàn cầm cung. Nhưng mà thằng này nó rẻ nhỉ. Nó phí duy trì có 180 mấy. Never à, mình sẽ cho nó toàn cho nó cầm giáo hết đi. Có 28 tiền ạ. Vãi cả trưởng. Quá rẻ. Xem mày có dám vào không? For China. Thằng này cho vào đây thì nó sẽ tăng được hồn quân thêm một tí nữa. At ease. Nói mình sẽ rút về đây một tí. Chắc chắn là bọn này nó sẽ nao lên. Mình sợ thằng này nó sẽ nao lên oánh luôn. Xong lại thằng viên thuật nó nao lên nữa thì hơi dở. Thực ra mình không sợ thua. Với cái quân của mình như này thì mình không sợ thua đâu. Đấy, mình chiêu mộ thêm mã thiết nữa. Cần thiết thì mua thêm thằng bằng Đức nữa ra. Vũ Ba La. Chiêu mộ thêm mấy thằng nào nó hợp nhau được một tí là được đây. Với từng đầy tướng là ok rồi. Mình chiêu mộ được 6 tướng. Và chỉ có âm 100 tiền thế này thì thoải mái. Đấy. Mấy cái này mình có thể xây dựng lên. Tăng danh vọng. Thêm đồ hơn. Cái này thì tăng quân nhu cộng hồi quân rất là cao, nhưng mà nó lại không có liên quan đến kinh tế, cho nên là mình sẽ tập trung bây giờ phát triển kinh tế là chính, bởi vì mình đang ổn định nha các bạn. Cái nào mình cũng xây một cái trạm tiếp tế này để cho nó, thứ nhất là nó có lương thực, hai là nó thêm trị an, bởi vì cái thằng mã đằng này trị an nó rất là thấp, nó bị trừ 4 trị an, nói chung là nó không được lỏng. Rồi cái thành này là đang hơn 1k. Thương mại, nông nghiệp thì đang hơi ít tiền.
Thực ra cái này là phải xây dựng nông nghiệp thì nó mới hợp. Mình sẽ hủy cái này đi. Xây dựng cái tuyến nông này lên nó sẽ tăng thu nhập nông nghiệp. Đấy. Ok, chấp nhận là ít tiền đi một tí. Ô, thằng Đồng Trác này vẫn chưa đánh được thằng Hán Sán Trung Viên Thuật à? Nó hòa bình với cả Viên Thuật à? Ô, nó hòa bình thật ạ. Thế thì bó tay. Bây giờ mình có thể chuyển sang chuẩn bị đánh nhau thằng Đổng Trác rồi nhé. Mình sẽ chiếm xong cái này, mình sẽ đánh nhau thằng Đổng Trác, mình cứu thiên tử để mình lên ngôi vua cho nó sớm các bạn. Và mình có cái địa thế là mình ở tít trong này thì là quá là ok rồi. Chưa muốn đánh thằng Đổng Trác, cứ bình tĩnh. Ê, mình đánh bọn Viên Thuật, Viên Thiếc này xong đã. Rồi mình kéo quân mình đánh thằng Đổng Trác. Để mà đánh được thằng Đổng Trác, mình chiếm được cái mỏ này của thằng Viên Thuật là ngon. Là mọi chuyện nó trở nên dễ dàng. Trúc Dung vào đây làm gì đấy? Đây là Trúc Dung đánh mình à? À đâu, thằng Trúc Dung Mạnh Hoạch này nó là một mà. Chỉ sợ nó lại tuyên chiến với mình. Lại phải vác quân về thôi. Nói chung là tuyên chiến thì mình chả sợ. Well met, friend. À, nó là best friend bạn của mình rồi. Nhưng mà bọn này thì nó dở trứng lắm. Nó đi kiểu này thì cũng chả biết được. Nó có thể nó chiếm bất cứ lúc nào. Chiếm một phát là mình sẽ bị âm tiền khá là lắm. Bây giờ đang là âm 400 tiền. Nói chung là cái chỗ này mình chiếm ấy là nó đang hơi dở là đánh mất thời gian và mình sẽ mất mình buộc phải đánh tay. Mình buộc phải đánh tay thì mới đánh được. Thôi chấp nhận thôi. Mình cần một con tướng chí. Đây con Thái Diễm này. Và phải có pháo. Thế thôi. Kẻ công. How may I serve? Con Thái Diễm này thì ngon rồi. Không phải bà. Thêm chí nữa. Tăng kinh nghiệm phạm vi thế lực. Cái này phải đeo cho bọn ấy. Nhưng mà thôi. Không quan trọng lắm. Đây, mình sẽ lao vào. Thắng lợi đẫm máu. Ô thế thì ngon luôn. Đỡ phải làm nào. Thái Diễm là mình sẽ đổi quân. A fine settlement. We'll take it. Đổi hoặc là hủy quân này đi cũng được. Con kia nó có bắn lửa rồi. Mình chỉ cần mỗi con pháo thôi. Mà không cần con pháo thì hủy luôn. Đỡ tốn tiền. Thằng này thì cho chạy lên đây. Đấy. Spread in all directions. Ok. Mai là có thể đánh được cái bọn này luôn. Nó khá là ngon. Và mình sẽ đánh được vào bọn lưu biểu ở đây. Mình chiếm được cái này nó khá là ngon rồi. Đấy. Thằng Viên Thuật thì mình có thể ốp nó ngay tại trận này được là nó sẽ chết. Vì nó đang trong giai đoạn chạy về. Đấy. Mình sẽ có tập kích đêm đúng không? Quánh luôn nha các bạn. Không cần phải viện trợ viện trung gì cả. Tập kích đêm luôn. Đánh cho nó lát quân luôn cho nó trước khi nó về. Mày hả bữa ấy. Order has been restored. Bắt được chém luôn. Chiêu mộ luôn cho nó hết quân. Hết tướng luôn. Free the prisoners. Rồi. Thằng này bây giờ đánh cho chết luôn còn gì nữa. Không đánh được ạ. Chỉ có mình đánh được thôi. Hiện tại mình đang bị âm 1.000 tiền. Đấy. Sẽ đứng ở đây. Đứng đây thì đánh được chết nó luôn. Nhưng mà đánh chết nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Mà mình sẽ đi về. Thằng này lại không đánh được. Do cái đường đi các bạn ạ. Thằng này nó chạy vào rừng cho nên là nó hơi khó. Rồi mai mình sẽ xử lý thôi. Còn bây giờ mình chưa công được thành này. Thành này hiện tại là nó đang có hai đạo quân. Khá là khó. Để mà ok nhất thì mình phải phục kích đêm. Mình sẽ chịu âm 1.000 tiền vài lượt. Bây giờ là lo là cái thằng thằng ấy nó đánh. Thằng Mạnh Hoạch nó đánh. Thì mình lại phải cho cái thằng ấy về. Hoặc là mình phải đánh thằng Lưu Biểu, sau đó mình hòa với nó.
Mạnh Hoạch chỉ cần không đánh khoảng vài tên thôi thì mọi chuyện nó sẽ đơn giản. Mình đỡ phải kéo quân về. Rồi, rồi nó vác rất nhiều quân đến. Ok luôn. À nó chỉ chạy qua thôi, chắc nó đánh thằng La Cổ Lạc Nhật này. Ok. Nó chạy qua thì kệ nó. Chắc hai thằng đang đánh nhau, mình xem cũng đúng. Bởi vì bọn Nam An này nó chắc chắn là nó sẽ hay đánh nhau. Đúng rồi, thằng này nó đánh nhau với Mạnh Hoạch, đánh nhau với Sĩ Nhiếp, Đổng Trác, Ngô Phu Nhân. Đánh nhau tứ lung tung. Rồi à, với cái thằng Lưu Tông này thì mình ốp một phát là chết luôn. Thằng Lưu Yên này thì lại phục kích. Còn thằng này ấy, nó có ít quân như này thì nó cũng chả dám nào vào đây. Mình đánh một phát xong mình phục kích đêm. Bởi vì mình đánh xong mình chắc chắn là mình thắng thôi. Thằng này chắc chắn là mình thắng thôi. Còn nếu mà mình đánh tay ấy thì mọi chuyện nó lại khác nhé. Nhưng mà thôi mình sẽ không đánh tay. Nói chung là lười đánh tay các bạn. Let feasting commence. Rồi mình bây giờ cứ phục kích đêm, phục kích đêm, phục kích đêm. Có thể lấy quân và đánh phục kích đêm luôn thằng này. Phục kích đêm luôn thằng này thì đừng có đùa nhá, có thể đánh được luôn. À, nhưng mà thôi để chắc ăn thì thôi mình cứ nào tiếp như thế này đi. Cho thằng này nó đứng ở đây. Câu hàng. Chiêu mộ thêm một thằng tướng nữa. Không thằng nào hợp. Không hợp thì mình cứ mua ra mình để đây thôi. Đứng cạnh, đứng cạnh, đứng cạnh. Đấy. Thế thôi. Xem có thằng nào hợp không? Mã hưu nè. Là con bé này nữa, con bé level 6 này nữa. Còn cái thằng Dương Hoàng này là nó có thái độ lồi lõm cho nên là mình cho nó cút nhé các bạn. Thằng này vớ vẩn, nó cầm một cái quạt lông. Cộng 2 sĩ khí nghĩa dũng binh thì phải cút. Đuổi luôn, không cần phải giữ đội, không cần phải lấy đồ. Đồ đạc bây giờ quan trọng gì, cầm cho nó đẹp thôi, toàn đánh auto đồ đạc quan trọng gì đâu. Ok, à, mình sẽ tấn công cái này gần tới nhá. Thằng này kia thì chắc chắn nó tới rồi, còn thằng đây, thằng này đương nhiên là tới. Bao vây, đánh xong thì mình lại hủy quân đi thôi, bởi vì mình cũng không được hồi quân. Mai mình mua ra, tiết kiệm được ít tiền, không win được nữa thì thôi, đẫm máu là được. Điều quan trọng là không cần phải thắng như thế nào. Đẫm máu. Rồi. This belongs to us now. Act quickly. Mình bây giờ là một cái thế lực my lord, rất là mạnh rồi. Do you have orders for me, my lord? Chuẩn bị lên chức chưa? Chuẩn bị lên chức rồi nhé các bạn. Đấy, thằng Lưu Biểu này bây giờ mình chiếm được cái thằng 8, thành 8 nữa là nó vỡ mồm. Còn đây là cái cổ phe. Ô. Thằng Đổng Trác nó hủy à? Hay là thằng nào nó hoang phế nó bỏ ở đây ạ? À? Bó tay. Hay là thằng Viên Thuật nó hủy nhỉ? À, cái thành này thì mình sẽ cho thằng này lên nhé các bạn. Xem nào. Đánh một phát là cũng gần tới đấy. Mình sẽ mua một thằng tướng bất kỳ để cho nó ra. Hiện tại đang 700 tiền. Thường ở cái phe này nó sẽ không được hài lòng đâu, cho nên là mình cứ chọn những con tướng nhà thôi. Đây cái thằng này nó cũng không có hài lòng. Nó chuẩn bị bỏ mình đi đến nơi rồi. Đâu thằng này cũng đã. Công một phát được luôn ạ. Công gần như một phát là được luôn nhé các bạn. Nhưng cái câu chuyện là cần phải có quân, không là phải đánh tay. Ok, mai sẽ có thể công được cái thành này. Thằng Viên Thiệu, thằng Viện, thằng này chắc là cũng muốn hòa bình chưa? Úi giời, muốn lắm rồi nhưng mà mình chưa muốn hòa bình. Còn nếu mà mình muốn hòa bình thì bây giờ mình có thể mình quay ra mình đánh thằng Đổng Trác này các bạn. Đánh thằng Đổng Trác này thì mình sẽ phải đánh nhau với rất nhiều thằng. Mình chắc phải ký hòa bình bởi vì là thằng Hán Hiến Đế sẽ là chư hầu của mình ấy.
thì tất cả các thằng khác là nó đều muốn đánh thằng Hán Đế Quốc hết, từ chối luôn, chả liên quan gì cái bọn Hoàng Cân, kệ cho bọn nó tồn tại. Phục kích thất bại, thất bại thì cũng vẫn win thôi, thắng lợi đẫm máu không quan trọng, mai mình lại được hồi quân mà. Ây da, chết nhiều quân thế. Đúng rồi, các bạn nhìn thấy chưa, auto rồi mà cứ chơi with me. Thằng Lưu Yên này đợt trước mình đã ấy rồi, bây giờ mình chém một phát thì địch thủ của Lưu Trương ạ. Bố con lại là địch thủ của nhau, kẻ thù của Mã Trung chứ, thì chảm thôi còn gì nữa. Mình đã hủy diệt cái phe của nó rồi mà bây giờ nó vẫn còn nòi cái mặt ra được. Chém, đáng chết. Hiện tại là mình chơi đấy, các bạn nhìn chơi giáo là thiệt thòi, chơi auto cứ cung mà chơi tướng nó có thể mất này. Cái gì không xâm phạm với cả thằng Lưu Sủng à? Cũng được. A productive meeting. Thực ra bây giờ mình quá mạnh, chiếm được bao nhiêu đất như này nhưng mà chưa nuôi đủ được mấy đạo quân các bạn. Nhưng mà bây giờ mình đang cần phải tấn công vào Trung Nguyên, một số phe phái thì mình có thể, ví dụ như Lưu Bị nó biết thì mình có thể ok. Do we have to? Còn cái thằng Lưu Biểu này thì gần như mình sẽ đánh nát được cái thành của nó, là nó toi thôi. Hiện tại quân như thế này à. Đây, bây giờ mình sẽ gọi thêm một ít tướng nữa đứng lên. Lần này thì mình sẽ không ấy nữa nhá. Mình sẽ mua tướng nhiều ấy, mình mua tướng và mua quân luôn để mình chiếm được cái thành này nó dễ luôn. Đây, ví dụ như thằng nào mà chạy bỏ thì tùy. Đây, cho thằng này đứng lên đây. Ok, một thằng. Thằng này ba tướng. Đứng ra đây. Hai thằng. Hiện tại thằng này nó có pháo rồi cho nên là đánh được. Bọn này ba thằng nữa. Đây, cho đánh như thế này, cho thằng này nó đánh. Còn không thắng. Nằm xuống. Nói chung là đánh xong là mình sẽ rút quân thôi. À, mình sẽ hủy quân đi thôi. Mọi chuyện nó sẽ trở lên được giả. Ok, Hoàng Nhật Anh. The goal is fixed. Hoàng Nhật Anh là vợ của Gia Cát Lượng hay sao? Và người chế tạo được ra cái gọi là gì nhỉ? Xe gỗ, châu gỗ. Rồi, nằm xuống. Heaven rewarded our passion. Chiêu mộ luôn với một cái thằng khá là ngon hồi quân ta rồi. Chiêu mộ. Duty awaits. Mình sẽ thêm được mấy thằng tướng rồi thăng cấp. Rồi lên hầu tước, công tước, sắp tự lên vương rồi. Đấy, bây giờ các bạn có thể chơi theo hai hướng, một là mình sẽ đánh nhau thì mình tăng mắc cái này, nhưng đương nhiên rồi, mình sẽ tăng mắc cái này. Thái thú thì từ từ. Đây mình sẽ tăng công vụ thêm một công vụ nữa, bởi vì cũng tăng một điểm thái thú kia thì cũng không tăng được thêm cái gì. Đấy, tạm thời như thế này là coi như là ngon lành, cành đào, hủy quân này đi. What do you wish, my lord? Đi đến đâu gọi là hủy quân đến đấy các bạn. Tướng của mình quá nhiều. Mình lên cấp thì bọn này dần dần là nó cũng sẽ gọi là tốt dần lên. Thằng này hơi thấp, thằng này chơi mưu trí thôi. Nói chung là mấy bọn này là tướng phụ mà mình không quan trọng skill lắm đâu. Tướng chính mình chả quan trọng. Cái game này nó quan trọng là quan trọng lúc đầu, nếu mà các bạn, bởi vì lúc đầu nó không được nhiều tướng và không được khỏe thì các bạn chơi như thế thì được. Còn bây giờ mình chơi thì mình cũng không cần phải skill quá xịn. Tướng cùi cũng được nhưng mà cứ đông, cầm nhiều cung là win thôi. Đấy, bây giờ mình có thể khả năng giữ tướng rất là dễ khi mà mình có thêm được hai chức nữa. Đấy, mình xem có thằng tướng danh nào không. Danh tướng nhưng mà gọi là tướng danh. Những thằng nào mà nó không hài lòng thì cho nó lên làm chức. Thằng này bây giờ lại mặt xanh rồi nhá. Rất nhiều thằng mặt xanh. Thằng Lưu Trương này cho lên thì sao? Thằng Lưu Trương này thì không hợp. Hiện tại là con Lưu Mẫn này thì Lưu Mẫn Triều Thần này, gỡ cái này ra. Con này chắc mới theo. Con bé này cấp 5 theo thì được. Hoàng Nhật Anh này
Mã rằng nhu điểu. Ok, tăng skill cải cách. Rồi, tăng mắc luôn cái này. Bây giờ mà mình nhận Hán Đế Quốc làm chư hầu ấy, thì tất cả cái khu vực nó sẽ hiện lên. Mình sẽ mở được tất cả các map, gần như là thế, bởi vì thằng Hán Đế Quốc nó rất nhiều đất. Bây giờ mà công cái thành này, ai già không công được nhá. Hiện tại quân của nó rất là đông, mình mà công thì có khi nó mang quân ra nó đánh. Nếu mà mình bao vây, chắc chắn mai nó sẽ mua quân ra là mình sẽ khó đánh hơn. Đấy, cho nên bây giờ mình sẽ như thế này. Cứ chạy lên đây đã. Chiêu mộ thêm. Bây giờ mình sẽ chiêu mộ được mã siêu này. Sẽ cho mã siêu vây công các bạn. Mã siêu phải là vây rồi. Bảng Đức thì lại không ấy ạ. Mã Vân Liễu được này. Thái Diễm. Đánh ngay thì không đánh được. Mình cứ bảo vệ. Ôi Thái Diễm sao lại quân này nó lại rẻ thế này? Có 18 tiền, mình phải xem con Thái Diễm này nhé. What do you wish, my lord? Nó có cái gì mà rẻ thế? Bác học sao lại rẻ thế nhỉ? Thôi cứ mua cung cỏ này thôi các bạn ạ. Đây này, có 22 tiền. Mua full. Cung quá rẻ. Và mình sẽ bao vây. Đương nhiên là như vậy rồi. Tiếp tục vây thành. Chắc chắn là bọn này nó sẽ đánh thôi. Nó đánh thì mình sẽ mua mấy thằng tướng ở đây mình chiêu mộ ra. Bảng Đức này. Ben, do not break. Lưu Chương Nhạc Tiến này. Nhạc Tiến không hài lòng lắm. Cũng mua ra hết. Bọn này thì cho nó đổi quân hết là quân này đi. À vẫn còn khá nhiều tiền. Nhưng mà đổi quân nó sẽ tiết kiệm hơn. Có 18 tiền thôi. Đấy, cho thằng Nhạc Tiến này, cho thằng Bảng Đức này nó làm chủ. Welcome. Let us talk. Thế quân này nó gọi là rẻ như cỏ rác thôi. Thằng này có thể đi đằng dưới hoặc đằng trên. Đằng dưới thì sẽ làm thái thú hợp. Rồi. Cho thêm mấy cái đồ nữa vào. Đây có kiếm ngon hơn này. Welcome my lord. Your presence. Thằng này phải cho đứng ở đây rồi, bởi vì như thế này thì nó mới được. Stop passions and strike. Ô thảm bại. Ô quên đấy. Tầm trung tầm thấp. Strike khó with thắng fury. Nurture passion. Thôi nhưng mà mình sẽ hết tướng rồi. Với tương đây tướng, tổng mình có 7 tướng. Là vẫn có thể ok được nhé. Rồi. Cái thành này thì mình sẽ, cũng không mua được tướng ạ. Cái thành này là nó đang bị cái bọn này. Mình cần phải mua tướng để giết mai sẽ mua để giết bọn này. Rồi tạm thời thế thôi. Ok. Lưu Biểu bây giờ là muốn hòa bình lắm ấy. Nhưng mình muốn chiếm nó luôn. À, thằng Viên Thuật này là chư hầu của thằng nào rồi? Nó đang hòa bình với mình này. Rồi bọn này đánh nhau rồi. Buộc phải đánh thôi. Nói chung là bọn này nó không có tướng, nó chỉ có quân thôi thì mình không sợ. Mình phải chơi như này, không mai là nó mua tướng ra mình sẽ công nó sẽ khó hơn các bạn. We wield great power. Our enemies đánh lên shall dài lắm mộng. Battle is upon us. Chiến tranh ngay ở trước mắt, chúng ta cố gắng hết sức nào. Mã siêu thì skill của nó cũng khá là gớm. Nói chung là các danh tướng huyền thoại thì ở trong cái bản này ấy, bản mốt này thì mình thấy nó đều mạnh cả. Đấy. Mình thấy là mình sử dụng con mốt này và con mốt MTU là đều hay nhé. Vua Kinh Đai Sơ này, một kiểu
MTU thì nó sẽ khó hơn một chút, tướng nó sẽ cân bằng hơn một chút. Let us harness this transformation. Thì cái này là tùy các bạn. Còn mình làm clip thì thực ra nó khỏe hay không khỏe thì các bạn nhìn, các bạn mình xem mình đánh gì. Thì nói chung là nó cũng không phải là vấn đề chính đâu, bởi vì mình sẽ toàn chơi auto thôi. Auto là chính, còn việc nào mà không auto được thì thôi phải chịu. Đấy, cho kỵ nó vào. Our reinforcements have arrived. Chạy lên đây. Bàng Đức. Hai cái đứa này cho nó. À đây đây đây, đứng đây, đứng đây. Đấy, kệ cho bọn kỵ nó lao vào. Nếu mà chuẩn thì mình sẽ phải lao lên sớm là mình ốp luôn bọn kỵ các bạn. Để cho nó đỡ lao vào. Nó lao vào nó sẽ khá là loạn đội hình. Khá nhiều kỵ. Đấy, bọn nó còn lao vào bằng cái kiểu này nữa. Lại sợ rồi. Lao vào đây. Ok. Thằng này đang bị mất máu khá là nhiều với bọn kỵ này. Đây, mình sẽ lùi lùi về đây một tí. Kỵ một tí là nó chạy mà đấy, hướng chạy một tí là chạy. Bởi vì bọn này nó quân vớ vẩn thôi. Không có tướng bảo hộ thì cũng là cùi bắp thôi. Đấy, mà bọn này cũng khá nhiều cung nhá. Nhiều cung thì mình lao vào đây thôi. Lao vào cái bọn này. Lao vào bọn này thì không bao giờ phải sợ chết được. Đánh nhau với nhạc tiến rồi. Giao đấu luôn với thằng này đi. Cùng biết thắng hay thua. Ôi, cẩn thận, lao vào đây đây. Chết rồi, chết kỵ. The time has come. Fight. Quần một tí là được. Con bé này nó bị kỵ nhau vào đây kìa. Thái diễm là buộc cái gì đây? Thái diễm có cái chiêu gì? Mã Vân Độc buộc Thái diễm. Chắc là mình chỉ bật cái này lên để cho nó giữ khoảng cách thôi. It is time for you to die. No, no, that won't do. Be quiet now. Rồi nào hết vào. Từ năm thứ chín. Look, the enemy run. Craven, kill them. Double die. Faster. Charge. Mã Vân Nộc. Mã Vân Nộc lao không khéo là chết ấy. Steal yourselves. Attack. Charge. Thằng kia sắp chạy. À, nói chung là muốn không chết ngựa là cứ tránh cái bọn giáo ra là xong. Có gì đâu. Rồi. Thằng kia sắp chết rồi. Our men are running. The spineless cowards. Rồi. Dám đánh nhau với cả Nhạc Tiến. Nhạc Tiến cũng là một danh tướng điện thoại của Tào Tháo. Nhạc Tiến này. Năm tướng này. Chém. Ôi giời, bọn kia đi đâu ấy? À, cung của mình. Rồi lao hết vào đây, tập trung hết vào đây thôi. Tầm này bắt đầu đến giai đoạn là tập trung tướng vào một chỗ.
Bọn này chạy cẩn thận vào. Nó cứ đứng quét như thế này thôi thì nó đỡ chết ngựa nha các bạn. Đấy. Con bé kia nó đang ấy rồi. À, lùa lùa luôn. Kỵ. Nói chung là giết càng nhiều càng tốt, đấy là câu chuyện. Bởi vì mình còn công thành nữa mà. Nhưng mà mai công thành nó sẽ rất dễ hơn rất nhiều, bởi vì quân nó nát khá là nhiều rồi. Thằng này bị chết rồi. Chết tướng, à chết ngựa rồi. Chết ngựa thì ốp thôi, còn gì để mà mất đâu. Thằng này chuẩn bị chạy là lại ốp. Thằng này còn ngựa nhưng mà cũng đang hơi mệt rồi. Hồi lại. Nào vào bằng đức nó sợ gì tầm này. Từ từ nha, không lại chết à. Rồi, vẫn chết ngựa không? The enemy unit flees. What cowards? Nào phải kéo không chết hết ngựa. Rồi, cho bọn này nó chém. Quân nó đang đuổi nhau. Ok, mình sẽ tụ ở đây. Bọn này nó nào vào, mình đứng ở đây. Cho bọn này nó lao vào nó đánh thôi. Rồi. At the ready. Oh, get back up, you cowards. Fight. Nó hết quân rồi cho nên nó chạy thôi. À, mình sẽ cho bọn này quét đi càng nhiều càng tốt. Mai đánh nó càng nhàn, đánh thắng được luôn thì càng tốt, còn không thắng thì mình chỉ cần mua vài thằng tướng nữa là xong. Rồi, quét lốt nha. Còn thằng nào không? Này khá là xa, con mình chỉ quét hết. Quét hết cái đạo này. Cùng với thằng bằng Đức này là xong. Coi như là Lưu Biểu đã xóa sổ đấy. Không biết nó còn cái thành ở đâu không. Nói chung là các bạn đánh càng nhanh thì quân của địch nó càng ít, còn các bạn chơi càng lâu thì quân nó càng đông. Đông thì nó chỉ mất thời gian thôi. Mục tiêu của mình chơi thì mình cũng muốn nó nhanh nhanh. Ngoại giao đấy, đây trận này mình đánh ngoại giao nhá, ngoại giao chuẩn luôn, gần như là những cái phe nào mình ký kết thì mình không đánh. Đánh là khác. Đây, thằng này cũng được. Trừ phí duy trì quánh quân, thằng này rất ok luôn. Chiêu mộ. To restore order, I will show mercy this time. Hồi quân chả cần trả được cái gì. Viên thuật lốc cốc chạy về nhà với gọi là quân số ít ỏi. Mạnh Hoạch ạ, yêu cầu thị tòng xảo trá, ok cho luôn. Mạnh Hoạch thì có gì đâu, gọi là giao dịch cho nó có ấy. Mình cũng chả cần đỏ. Ok, động trác liên minh với ai không biết. Viên thuật thì bây giờ chắc là hòa bình được rồi đấy nhỉ. Bọn Hoàng Tổ, Ngô Phu Nhân đánh nhau với mình à. Ghê. Rồi, đánh thì đánh thôi. Sợ gì. Win là cứ đánh thôi. Đánh xong thì lại hủy quân. Lưu Biểu kéo chưa. Your arrival is welcome, my lord. Gần như là quân đánh xong là gọi là hết sạch quân luôn rồi, chả còn cái gì. Đấy, bây giờ mình có thể đi lên chỗ thằng viên thuật này để mình xem. Hiện tại là bọn này nó không hợp nhau đúng không? Đấy, thằng này thằng nào mà không hài lòng, thằng này à? Thằng này 18 kệ. Cho nó lên đây một tí. Cho bằng đức thì thực ra là cũng không ok lắm, mai phải mua ra thôi. Ấy già, thằng này nó đứng ở đây ạ. Thực ra ở đây là mình đã công được thành luôn. Đấy. Mình sẽ tách thằng này ra một tí rồi. Đi mở map các bạn. Chết hay không chết không quan trọng.
Đấy, quan trọng là mở map. Thì bây giờ cái thằng lưu tục, bây giờ mình lên trước rồi mình có thể khiến một số thằng nó thành chư hầu được. Ô cái thằng thằng viên thuật này thì thế nào? Greetings, well met. À đây thằng lưu súng, thằng viên thuật cơ mà. Yes yes, talk. À cái thằng hàn toại này không đồng ý. Nó là đang đánh nhau liên quân ạ, à. Thằng này liên quân với cả phe Ngô à. A waste of time. Mã đằng hàn toại đang đánh nhau lưu biểu, à đang đối tác. Sao lại liên thành đánh nhau, đang chiến tranh với cả Ngô à. Hòa bình, đồng minh của ngài tiến hành hòa bình thì mình đồng ý. Còn thằng hàn toại này nó không để đồng ý, không đồng minh. Thực ra cái thằng viên thuật này mình hòa bình hay không hòa bình thì cũng chả vấn đề gì cả, mình đánh nó vẫn chết thôi. Mai có thể mình sẽ đánh chết nó luôn. For order. Đây, cho đứng tướng ở đây, thằng nào dám ra vào. Marching. À. Chiêu mộ ấy ra, mã đằng ra. Mã đằng thì còn thằng này ra nữa. Đấy. Xem peace, thằng nào dám làm gì. Conquest. Mã đằng đứng ở đây. Nếu một muốn công ngay thì tôi vẫn phải đứng ở đây chờ thôi. Phục kích ở đây. Với 8k tiền. What do you wish to know? Mã đằng chiêu mộ thêm một thằng nữa. À, Lã Linh Khởi. Hold the center. Cái gì vậy? Lã Linh Khởi là không mất tiền để duy trì cánh quân này nhé các bạn. My lord, I hope all is well. Rẻ đến mức độ là không tiền. Quá là bó tay. Thái phó, thái phiếc. Quá rẻ. Rồi cho thằng này lên nốt. Thằng này có thể hủy đi Mai Mua ra cũng được. Hay là mình có thể hủy đi Mua ra cho nó dễ, đỡ phải phí tiền. Còn bọn kia nó có đánh thì chấp nhận thôi. Đây cái thành này mình sẽ hủy cái này đi. À cái này nó có quân đồn trú thêm đúng không? Ok mình sẽ giữ nhé. À, riêng cái thành này là mình sẽ giữ cái này, mình sẽ không đổi. Đấy. Thế là ngon, cái này bỏ đi này, nó trừ 8 trị an là phải bỏ đi rồi. Mấy cái thành này thì xây ở đây thì cũng không được ổn lắm. Nói chung là mình sẽ xây cái ở trong đây. Đây sẽ là một cái mỏ trữ lương luôn. Một cái thành chính của mình. Thành này cũng phát triển kinh tế cũng được luôn. Cái này là cộng 100. Ok. Thành này thì chắc phải lên, cần lên 4. Triệu tập quân đội. À, mã thiết ra. Attend. Chiêu mộ. Cái thằng tướng này thì chỉ cần mua vài thằng tướng cùi của mình ra là đủ cân rồi. Không có gì khó cả. Mã hữu. To duty. Hai tướng này đủ cân không? Stoke passions and strike. To arms. My blade is poised. Stay fixed. Cho nó chết luôn. Lặn xuống. Picture victory and it will be yours. Ok. Deflect with lại shield. Cleave. Act quickly. I answer your request. Đơn giản nhanh gọn. Vẫn dư tiền. Ok. Hoàng tổ. Bây giờ mình hoàng ok. Cứ đánh nhau thôi. Bây giờ mình đang cần thâm nhập vào Trung Nguyên. Đấy. Khổng Dung này thì mình có thể ký một cái hiệp định họ không xâm phạm lẫn nhau này. Nhưng mà hiện tại cũng chưa nhìn thấy nó cho nên là cũng không ký được các bạn ạ. Mình cứ phải đánh thằng viện thuật sau đó mình mới tính được. Đi đến đâu mà mở rộng đất đai đến đó. Thằng viên thuật này có kéo quân về không? À, cái thành kia của mình cũng lại bị một con hoàng cân nó đang đứng bao vây. Điểm trị an của mình nó thấp. Đấy, thằng lưu biểu nó đang đi về đây. Đang có một đạo quân. Rồi viên thuật nó về thành rồi.
Viên thuật đang về. Bây giờ mà công thì cũng hơi mất thời gian một tí. Bây giờ thì cái thằng mạ thằng Lưu Biểu này thì nó lại cùi rồi. Đấy, mình có thể hòa bình với nó và mình không xâm phạm lẫn nhau thì không cần. Yêu cầu cấp tiền làm cho nó suy yếu và mình để mình đánh cái thằng Viên Thuật cho nó xong đi. Đánh thằng Viên Thuật xong lại còn đánh nhau với cả bọn ấy nữa cơ. À, đánh nhau với cả bọn Ngô Phu Nhân Phu Nhiếc này này. Đấy, cho nó tiện. Đây là thằng Lưu Sủng đúng không? Thằng Viên Thuật này thì nó không quá nhiều quân, nhưng thành của nó cũng ít quân thôi. Mã Đằng là vào ốp là chết. Ông nói nhiều. Còn mấy cái thằng này thì gần như không có quân rồi. Tiếp tục vây thành nha các bạn. Stoke passions and strike. Với tướng mình mua ra nữa là đơn giản ngay. Thằng Bàng Đức này quên mất, phải mua sau. Mã Siêu này. Nói chung là mình mua những thằng có tướng ra. Có quân nhầm. Cho nó đứng vào. Win chưa? In the name of China. Thắng lợi đẫm máu ạ. Yêu cầu đầu hàng. Không được tiếp tục vây thành. Spread in all directions. Đẫm máu hay không đẫm máu thì nó không quan trọng lắm. Thằng này à, mình mua mấy tướng thì có ốp được chết không? Ôi đánh buồn. Tự động chiến đấu. Mã Siêu thì mình lại hủy đi thôi. Celebrate. Our victory was just. Chiêu mộ một con tướng nhà mình. Mã Đằng cũng còn nhiều rất nhiều quân. Peace through conquest. Đấy, cái thành này thì phải hủy mấy cái này đi. Đương nhiên rồi, xây dựng cái này. Thằng này có thể ốp được chết luôn không? Không ốp được ạ. À. Đứng ở đây. The mightiest tree survives on its roots. Forward. Ok luôn. Ốp chết thằng này luôn nhé các bạn. Đất của trên đất của mình luôn mà. Đấy, thằng này mình sẽ chiêu mộ thêm. Tăng là 2/6, mua thêm thằng này ra. Từng đây mà đánh không chết nữa thì thôi. Nằm xuống. Đấy, không kịp ngáp. Đấy, cái quan trọng game này, quan trọng nhất là mình đánh giá là nó ở cái việc đi map các bạn. Các bạn làm sao mà sắp xếp được nó hợp lý thì các bạn sẽ đỡ bị chiếm thành, chiếm đất. Hai là mình mang quân vừa đủ. Đấy là mình nghĩ là đó là cái khó nhất. Còn ví dụ quân mình mạnh, mình thắng thì nó là cái chuyện đương nhiên. Đấy, nhưng mà mình mang quân vừa đủ mình vẫn thắng được thì nó là ok nhất. Chứ còn bây giờ mình mang nhiều quân quá đi thì nó tự dưng nó không tồn đấy. Đánh một trận nó quá nhiều quân thì nó không cần thiết. Celebrate. Our victory okay. Was just. Hiện tại thằng này kệ thôi. Không theo thì chém. Consider this a mercy. Mình cũng không còn tơn nữa để đánh thằng này. Nếu mà mình muốn đánh tứa thì mình lại phải mua tướng ra mình ốp nhá. Thì mình cho đánh nhưng mà nó sẽ chạy đấy. Nó sẽ chạy. Còn cái thành này của mình đang muốn là phải đương nhiên rồi, phải hủy đi thôi. Hủy cái này thì cũng hơi tiếc. Nhưng mà chắc cứ hủy thôi. Quân này thì mình phải mua tầm 2 tướng thì cũng hơi khoai nhỉ. Mã Hàn Sùng. Sprout ever up, home gladdens the heart. Chiêu mộ thêm. Mã Thiết. Obey the heart. Who calls? Channel passions. Ok, thằng này nó cũng hỗ trợ luôn. Mã Hữu là xong. Với 3 tướng là đủ đập chết bọn nó. Nằm xuống. Mình gọi như thế này thì mình không đánh được thằng Viên Thuật thôi. Free the prisoners.
Còn đấy là viên thuật thì mình phải gọi tướng my ở trên. Fire is rekindled. Ok. Resist corruption and endure caution douses the heart's desire. Đúng điều nó là lợi thế là như thế các bạn. Rồi tăng luôn cái này. I answer your request. Rồi. Viên thuật bây giờ chắc là muốn hòa bình rồi thì muốn lắm rồi, thằng Hàn Toại thì nó không đồng ý. Nhưng mà mình hòa bình thì mình vẫn hòa bình được thôi. À, bây giờ hòa bình thì mình có thể quay ra mình đánh thằng Đổng Trác, sau đó mình diệt luôn thằng Hàn Toại. Thằng Hàn Toại này để mình chiếm cái mỏ ngựa. Nhưng mà thực ra bây giờ quân của mình cũng cá rẻ thì cũng không cần nhất thiết phải đánh thằng Hàn Toại. Chơi nhân nghĩa. Bây giờ có đánh Tào Tháo thì đánh, hoặc là đánh Đông Ngô. Dồn quân đánh Đông Ngô vì Đông Ngô nó đang có mấy cái thành khá là to. Đây, thành Ba Đông này nó ngay gần chỗ mình. Có thể chiếm được. Hoặc là bao giờ nó kéo quân đã rồi tính. Ok, thằng Viên Thuật thì nó ngấp ngoái rồi. You have lost your way. As you wish. Tào Tháo bố láo à? Thái Mạo đang có một cái thái độ lồi lõm với mình. Vàng vàng à. Thích thì diệt luôn thằng Tào Tháo chứ tầm này. Giai thoại này Tào Tháo sợ nhất thằng Mã Siêu. Ấy da. Thằng này nó đang đánh mình quên nó, đây còn có cái thằng Cú Tèo Cú Tí này nữa. Phải diệt nó. Ngu quân nên đánh nó thôi. Nó chạy lăng xăng tí là mệt luôn. À. Đây xem thằng này nào. Thằng này nó đang đứng ở đây, thằng này là thằng Thổ Am ạ. Với lực lượng quân của nó như thế này, mình một tên mình có thể đập chết ngay được. Đấy, mình phải mua thằng này ra. Ben, do not break. Patience will renew our vigor. Shout fury! Quân của nó khá là đông đấy. Thứ nhất là phải chiêu mộ một thằng nữa. Mã Thiết. To war. China is people. Mình mua 6 tướng ra là mình đủ ốp chết thằng này ngay mà. À, Vũ Ba La. Mã Hữu. To arms. Tách ra tiếp. Truth is an unquenchable flame. Hoặc là mình mua quân nó có quân đấy. I shall not waver. Mai mình đánh thì nó sẽ ok hơn đây. Mua thêm một tướng nữa cho nó chắc. Let desire shape and guide passion. À, cũng không mua được nữa rồi, hết rồi. To battle for China. Show them heat. Không win được nữa thì thôi. Nó 1.300 quân. Không win được phải đánh tay thôi. Mình cần phải đánh ngay bởi vì là mình không muốn cho nó chạy linh tinh. Chạy linh tinh thì hơi khoai. Thì bọn quân này thì mình đánh bằng tướng là mình win thôi. Đỡ phải mang đại quân về, mà bây giờ đại quân của mình cũng đang hơi dở, là đang chưa đánh có mục tiêu để đánh ở đâu nữa. Chắc là rút về đánh bọn Đông Ngô thì lại hơi xa, không tiện đường cho lắm. À, còn bây giờ muốn làm thừa tướng thì ok thôi, đánh nhau sẽ đánh nhau với rất nhiều phe. Bắt đánh Đổng Trác để bắt được Hán Hiến Đế cũng là một cách đấy. Có trợ nhà Hán này, thằng Đổng Trác nó là Hán tặc. Hiện tại thì nó không là Hán tặc nhưng mà nó coi như nó là Hán tặc luôn. Diệt Tông Hiếu ở Lạc Dương. Đổng Trác là kẻ đáng ghét cho nên là thôi mình sẽ giết thằng Đổng Trác nhé. Quyết định là bây giờ sẽ chuẩn bị lui quân về để đánh Đổng Trác. Thế thì nó dễ. Quân đội này thì kéo thôi. Tướng đang chạy lên. Ok, lên. Tướng lao lên thôi chứ còn gì nữa. Tầm này thì rét nước gì, đi chậm một tí được, nó đỡ mệt.
Ôi lào đi, đỡ mất thời gian. Lao thẳng vào cái đạo này thì không sợ chết kỵ. Rồi. Với 4 tướng, 5 tướng, thằng này hơi chậm một tí. Rồi, lao vào. Bụng lên. Ủi gì? Tí là lát quân này. 5 tướng rồi. Mình sẽ tránh cái bọn kỵ ra, tránh bọn kỵ ra không là nó tỉa chết ngựa các bạn. Đấy, cứ đánh kéo dài thời gian một tí. Rồi, trắng trắng chém chém tướng thôi. Tầm này cứ chém tướng thôi, đánh một tí cho chết tướng là xong. Còn bọn giáo này thì cứ lao vào thôi. Không quan trọng, hoặc là đứng ở đây cũng được, đứng ở đây để cả để ấy quân nó. Bao nhiêu tướng để chém nhưng mà không có vẻ không có đồ xịn ấy. Tướng không có đồ cho nên là chém nó cũng hơi lâu. Bụp lên. Kìa chém hay thở bọn kia nó chuẩn bị nó xông vào từ đấy xông vào thì mình lại xông vào bọn này thôi. Xông lên. The enemy warriors are running. Bọn này cho chết hết, nằm xuống chạy hết. Tầm này tướng châu bò. The enemy unit flees. Ha, what cowards. Thằng nào còn ngựa thì nào lên xiên nốt cái bọn này đi cho nó khỏi bị chạy. Thằng nhạc tiến mình làm với cả thằng này là chết ngựa. Chết ngựa thì thôi. Quánh nhau kiểu này vậy. Rồi ok. Chém. Máu tướng gần như không mất luôn. Bởi vì bọn kia cũng vũ khí còi cho nên là chém nó lâu chết đó. Rồi. Đây là tốc độ 3x rồi mà chém còn lâu. Tí là lát. Quân của mình được buộc nhiều. Quân ít nhưng mà được buộc nhiều. Rồi, chém nốt được thằng này nó thua nó chạy là xong, nào win. Rồi. Bây giờ mình quét bọn này cũng được nhưng mà thôi. Mai đánh thêm một lần nữa cho nó chết luôn. Nói chung là bọn Nam Man thì nó gọi là quấy rối mình một tí thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Với quân đội của mình hiện tại bây giờ mình tấn công ở Trung Nguyên thì mình không sợ. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tập trung là mình sẽ cứu thiên tử Chiêu Mộ. To restore order. Cứu thiên tử. Free the prisoners. To war. Nhưng mà mình vẫn chơi gọi là nhân nghĩa to thôi. War. This is what you trained for. Cứu thiên tử nhưng mà mình phải hủy phải 10 tên. 10 tên với cả thằng đồng xác. Celebrate. Our victory was just. Tội ác của đồng xác là không thể tha thứ. Đấy. Truth is an unquenchable flame. Một phát là triệu hồi được 5 tướng. 6 tướng. How mình cần phải tăng để nó thêm cái triệu hồi nữa. I answer your request. Rồi. Attention! What do you wish to know? Ever upwards, my lord. How can I serve? Bây giờ mà lên đánh bọn này thì cũng được, chả giải quyết vấn đề gì. Hai thằng đồng tráp bây giờ nó cũng thằng công tôn toàn nó đánh đến đây rồi mà không cứu nhanh ấy, mình sợ là. The honor is mine. Phát tuyên bố. Phá vỡ hiệp định. Bây giờ mình đánh là mình sẽ bị không tín nhiệm nữa nhá. Nó sẽ khác đấy. Mình đang được là tôn trọng. Mình sống rất đàng hoàng tử tế luôn. Đấy. Bây giờ mà đánh thằng Đổng Trác thì
Thứ nhất là mình phải đánh theo cái hướng này. Đánh ngược lại. Strike with fury. Đang đi lùa thằng viên thuật này. Đấy, mình cần phải chiếm được cái này rồi mình đánh thằng đồng trác là đẹp. Chiếm luôn thằng đồng trác. Hai là để mở map luôn. À, mã siêu hiện tại đang chưa hồi quân. Chạy thế này là sẽ kịch kim à, nhưng mà nó khá là nguy hiểm. Mai là mình sẽ hồi được một ít quân. Không phải là thượng sách lắm. Ok, nếu mà ở đây có quân, à, đây có quân của viên thuật vật ạ. Có quân của viên thuật thì cũng không sao. Nó cũng không dám ra đánh đâu. Còn nó ra đánh, dám ra đánh thì ốp thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ kéo quân về. À quẻ chạy hết quân ra đây. Trust instinct. Tầm này không cần hồi quân. Dẫn binh thần tốc thôi. No. Be ready to move. Moving out. Mai là mình sẽ có quân để mình đánh thôi. Cứu thiên tử. Lệnh chư hầu. Mỗi tội cái thành này nó không có quân. Có thằng Yêm Nhang này thì cần phải mua full quân cho nó thì mới được. Nhưng mà 22k tiền ạ. À. Mình bắt đầu đã khá là giàu rồi. Thì bây giờ chắc chắn là mình phải xây dựng thành nó cao lên một chút. Phát triển kinh tế. Để hòe lên tí. Cái thành này nó cũng khá là cái thành cửa ngõ cho nên là cũng sẽ dễ đánh nhau nhiều đấy. Đây mình sẽ nâng cấp thêm. Thêm ít tiền. Đây thành này cũng nâng lên 14k. Thành này cần phải xây một cái trạm thiết tế. Thành này level 8. Thành này thì có thể xây mộ binh cũng được để tuyển quân ở đây. Thành là nông nghiệp. Nông nghiệp thì cũng khá là ok rồi. Tăng khá là cao rồi. Khí tài quân sự. Gần như nó cũng không cần phải nâng cấp cái gì nữa. Cũng không phải xây cái gì nữa. Sao nó lại ít tiền đấy nhỉ? Đang bị tham nhũng ạ. Nông nghiệp và công nghiệp. Nông nghiệp thì cũng xây được hai nhà này cũng khá là ok rồi. Công nghiệp. Công nghiệp cũng xây rồi. Ở đây chắc chỉ xây công nghiệp để thêm tiền thôi. Rồi tạm thời thế. Còn cái thành này nữa, mình quá nhiều thành. Đúng là không thể xem hết được. Còn Tào Tháo thì có thể ký một cái hiệp định không xâm phạm lẫn nhau. Đấy, nó sẽ khá tốt cả Lưu Bị luôn. Ngô Phu Nhân thì đàm phán này. Welcome, hòa bình friend. Chưa? Chưa hòa bình ạ. Thế chắc là mình phải đánh một vài đạo của thằng Ngô Phu Nhân thì lúc đấy mới hòa bình. Còn thằng này biến nó thành chư hầu được không? À đây là hội họp với thằng mình thành chư hầu của nó. Thôi kệ, nói chung là không quan trọng lắm. Mình sống đàng hoàng như này là ok rồi. À, mình có phá vỡ quy tắc mình đánh nhau với thằng Đồng Trác cũng không sao nhá. Bởi vì thằng Đồng Trác này nó cũng là cần phải chết. Stability requires strong leadership. Cút. As you wish. Láo tuét. Chắc chắn nó đang đem quân đến đấy. Đấy, biết ngay mà nó đang đem quân đến. À, nó đang đem quân đến là mình buộc phải mua quân ở đây thôi để phủ. Mình cần một đạo phun quân. Ngô Phu Nhân thì mình chỉ cần diệt vài đạo thôi là mình sẽ hòa bình được với nó. Ây da, ây da, ây da. Căng nha. Cao thâm ạ. Ok luôn. Có thêm skill đặc tính nữa càng tốt. Bọn này nó từ đâu nó ra nhỉ? Thằng này nó định sang đây nó đánh công thành của mình.
hoặc là nó ở đây nó chiếm này. Hiện tại ở đây mình có khá nhiều quân, nếu mình mua 3 tướng thì bọn này nó không công được, nhưng cái thành này thì khác nhá. Cái thành này rất dễ bị công. Đấy. Riêng với cái thành này là nó qua sông có khi một phát là nó công được luôn. Thì là đang rất là dở. Nó công thành hay là nó công cái này. Cái mỏ này là cũng 300 tiền, cho nên là mình cần phải giữ, mình buộc phải triệu tập quân đội ở đây thôi. Phải cho mua tướng xịn như các bạn. For China. Mua tướng xịn để nó cầm quân và đánh bọn này thôi. Bây giờ không thể gọi là chần chừ được nữa rồi. Thái Diễm thì không hợp. Con này thì không biết là điểm skill thế nào. Không có bắn lửa, hơi tiếc. Ô quên, mình lại mua ở đây à? Tôi mua ở đây cũng được. Không có bắn lửa, đương nhiên là mình sẽ mua full cung rồi. Con bé này thì mua phun giáo, quá là rẻ. Thằng này cũng thế, thằng này còn không mất tiền cơ. Thằng này mua giáo là không mất tiền. Chơi kỵ này là không mất tiền này. Kỵ này là mạnh nha. Kỵ này không mất tiền luôn. Thế thì phun kỵ mà chiến rét mướt gì. Đấy, hiện tại là không mất tiền luôn. Ngon luôn. À, mình sẽ mua thêm quân đội ở đây nữa. Mã hưu. Mã tiết. Channel passions. Let the horse peel with laughter. Thêm một thằng nữa. Uvala này. Đương nhiên rồi, cũng lại mua quân full như thế thôi. Bọn này chắc là mua. Thằng này thì vẫn mất tiền nhé. Thằng này thì mất khá tiền đấy. Cho nên là mình chỉ cần mua bọn giáo thôi. Để ok nhất thì bây giờ mình cũng chỉ mua được 6 đạo quân thôi, không mua được thêm. Đấy, nếu mà ngày mai mà nó đánh thằng này thì chấp nhận thôi. Có thua thì cũng phải ở trong thành. Với 3 tướng thì mình nghĩ là không thể thua được. Đi thủ thành. Thành này cũng vậy. Nó sẽ khá khó, đương nhiên là quân nó hơi nhiều hơn mình rất nhiều, nó vẫn có thể thắng được. Nhưng mà bao giờ đánh thì rồi sẽ tính. Công thành nó sẽ bị thiệt hơn quân rất là nhiều. Đấy, bây giờ sẽ cho thằng này lao vào đánh thôi. For the people. Đương nhiên là mã đằng vào đánh thôi. Resume standard starts. Tập ít đêm có thắng. Tiếp tục vây thành. Let fury explode and lay them low. Resist corruption and endure hardships. Cái gì đấy? Vướng là do cái thằng kia. Moving out. Vướng là do cái thằng này. Strike with fury. Vẫn bị thất bại, thế mới cay. Unleash fury. Căng nha. Bây giờ mà lại phải đánh auto là hơi bị dở đấy. Order will spread. Cố gắng chạy lên đây vậy. Ô, thằng này thì nó lại bị vướng à? Ốp chết luôn thằng này. Không đánh được. Caution douses the heart's desire. Ôi, thằng này nó đang chặn đường của mình, buộc phải đánh nó thôi. Ôi, đánh thằng này lại còn có 2. Thế mới cay. Không nên tiếp viện được rồi. Gather your strength. Đang muốn auto đấy. Có được không? Marching. Đang muốn auto đấy. This cannot be. Mà nó lại vướng cái thằng này nữa, thằng lìn này. Buộc phải đánh được các bạn ạ. Attack! Cay thật sự. Thực ra mình cần tập kích đêm thôi, mình chả cần phải quân của thằng này đâu. Mình sẽ tập kích đêm thôi. Tập kích đêm đánh còn dễ hơn. Nó sĩ khí nó thấp. Thực ra có mã siêu vào thì cũng hơn nhỉ. Nhưng mà thôi. Đánh cái thằng. Fire burns in my soul. Ceaseless and strong. Thua làm sao được. To save China, I must end these enemies. Giờ là lúc là cứu thiên tử thôi.
sau có thể thích thì nhường ngôi tùy đấy, tùy cách chơi, nhưng mà chắc chắn mình sẽ không nhường ngôi. Chơi mã đằng thì nhường ngôi chắc chỉ có vài phe, ví dụ như lưu bị lưu biết thì thôi nhường ngôi được, mà mình cũng nhường ngôi nhiều, nhiều phe mình làm nhường ngôi rồi, cho nên là mã đằng cho nó lên làm vua, chơi phe nào chính thì phe đấy nó phải làm vua. These warriors are strangers to us. Thích thì mình chiếm thêm vài cái chạy ngựa thì chắc mình chơi ngựa là phí không đồng luôn. Hiện tại đây nó có một cái để cái này này chắc là nó sẽ bắn. Thôi chấp nhận thôi. Quân mình chết thì mình không sợ. Đó. Ôi bật luôn. Đây nó có cái này nó bắn nó cũng khá là rát đấy. Tấn công vào thành luôn. Lên. Đấy nó có hai cái này nó bắn khá là rát. Thêm vô lao. Thôi đi đây. Đây cái này nó bị bắn này. Nhưng mà cái của mình nó cũng khá là phê đấy. Vào luôn. Mở cổng thành rồi. Mấy cái đạo chính này nó sẽ vào nhé. Từ từ đây nào thì phải nào khéo không là chết kỵ rồi. Bọn này nó bị tập kích đêm nó sẽ chạy ngay mà. Bó ngựa thảo nguyên. Rồi. Vào. Đấy, mình đánh tập kích lên là vì như thế, nhưng mà thêm mấy đồng tướng chả giải quyết vấn đề gì nữa. Tập kích lên là ok. Hiện tại là mình mất khá nhiều máu ạ. Đây là thằng này nó mục ghê đấy nhỉ. Thằng này cũng mất khá nhiều máu. Tên của mình nó bắn như mưa này. Ready. Attack. Lướng các gì lướng thịt đâu. Destroy them. Take heed, warriors. Chết hết kỵ rồi. Make ready. Dặn một quả này là trong sát. Spears to head. Fight. The time has come. Stand ready. Quay lại chém thằng tướng này đi không nào. Look, the enemy run. Này đỏ hết rồi. Rồi, nằm xuống. Tướng nào lên. Tên nó bắn như mưa. Do not relent. Ready. Take heed, warriors. Quân tộc này nó khá là rẻ với những cái con mà tướng đỏ ấy. Tại sao nó rẻ là do thứ nhất là tướng đỏ là mua quân nó cũng sẽ rẻ hơn, điểm càng nhiều điểm mà. Và một số con nó lại được trừ phí duy trì nữa. Cho nên là mình chơi nó sẽ được hỗ trợ khá là nhiều. Rồi bọn này nó đỏ hết thì mà nó vẫn chưa ấy ạ. Chưa chạy. Chết ngựa cho nên là không buộc được cái kia. Rồi. Nó còn thằng tướng này này, thằng tướng này là phải động vào bao giờ nó phải đỏ thì nó mới chạy. Bọn này là bây giờ là vẫn còn
đỏ khá nhiều ấy. Đây, cần nên đánh bọn này rồi tăng hết tốc độ lên. Với quân đội như thế này thì cứ chạy ai già nó còn có bọn cung này nữa. Rồi sắp chạy rồi, phải động được cái thằng tướng này nó mới chạy, không động được là nó không chạy đâu. Quân mình vào đến hết cả map rồi. Lên. Cung kỵ đâu, vẫn còn một thằng cung bình thường, chắc là mình để cho nó hết là cung kỵ đi. Thằng lợn này nó cứ chạy lăng quăng, bực thật. Tướng của mình thì đang bị mất máu. Bây giờ bắn thằng này cũng rất khó, nó chạy như này thì bắn vào mắt. Con lợn bị bắn rồi. Chết cụ rồi đi. Vũ quân nó chạy. À, chắc còn bọn cung này nữa, chưa chạy à? Vừa chạy. Rồi, trắng hết rồi. Đỏ hết chưa? Bọn kia nó gần hết cung rồi nhưng mà nó vẫn chưa chạy. Đây vẫn còn mấy bọn này. Bắn như thế này mà không chạy ạ. Ghê thật. Chưa chạy. Rồi. Bây giờ mới đổ à? Chưa chạy này. Thằng này lại vẫn còn quay lại. Phải tắt cái ấy đi. Ấy cho nó đi khởi lên bắn. Bắn được chưa? Hết rồi. Lâu thế nhỉ. Được mình thật. Rồi. Chiếm bao nhiêu lâu rồi đi chạy. Lì. Nói chung là nó có cái mốt AI heo thì quân nó sẽ lì hơn bình thường. Quân đỏ lòm hết rồi mà không chịu chạy. Mai mình sẽ được hồi quân. Celebrate! Our victory was just. Chết hết. Thả. Free the prisoners! Ok, thằng động trác này thì không biết có quân giữ ở đây không. The mình sẽ cho quân này đi lên roots. Marching. Ấy già, động trác nhiều quân nha. Nhiều quân đấy chứ không ít đâu. Cho nên là mình tuyên chiến là mình sẽ phải mang, mình sẽ hồi đầy quân một chút để mình đánh cho nó dễ. Quân của nó rất đông. Nhưng nếu mà mình đánh, mình phục kích thì câu chuyện nó sẽ khác. Nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Order. Ngày cố gắng chạy được đến đây không? Hết cỡ. Không đi được. Bây giờ mình còn phải mua quân để mà chống con ngô phu nhân thì mình cũng không chống được. Welcome friend. Thôi mình sẽ ký một cái hiệp định hòa bình, đang chưa đánh nhau với nó. Chả đáng cái gì, mình thiếu gì đồ đâu, mình cho nó ít đồ đi. Được chưa? Fan chưa? Có cưới được thằng con
Thằng Tôn Quyền không? Cưới luôn. Ôi giời ơi, đẹp luôn. Hiệp lượng không xâm phạm lẫn nhau. Ôi giời ơi. Thế thì khỏi phải đồ đạc. Đấy nhớ. Tiếp nhận hôn nhân, đề nghị hôn nhân ạ. Ok, tiếp nhận hôn nhân thì thằng này nó sẽ ấy thôi. Ôi giời, mình còn được tiền nữa. Vừa được tướng vừa được tiền thì chơi luôn. Thông gia luôn. Rồi xanh mét. Đấy, chơi chuẩn ngoại giao nó phải như thế. Đấy, thằng Tôn Quyền này thích thì sau này cho nó làm ấy cũng được. Đây, vừa về phát là cho, mặc dù không không hợp lắm nhỉ. Thằng Tôn Quyền này sẽ, hiện tại là mình ở trên là sẽ rất là ok rồi, xanh nét. Chơi như hack luôn. Rồi ok, tạm thời thế đã. Cũng không phải lo ngại gì nữa, bây giờ chỉ còn đánh nhau với cả cái bọn. Ô. Thế thì cũng không đánh nhau với bọn này nó lại là chư hầu của mình. À, của bọn đấy ạ. Who is at the gate? Chư hầu của bọn Đông Ngô. My lord. Who is at the gates? Thế thì không phải đánh nhau nữa. Rồi. Xanh nét các bạn. Giờ thì đánh thằng Đồng Trác thôi. Đồng Trác này thì mình mai mình mua thêm mấy đạo quân nữa, 4 đạo quân nữa thì thôi. Sao mà đỡ ạ? À? Lưu Bị ký hiệp định ok luôn. Lưu Bị thì chơi thân Lưu Bị thôi. Đánh nhau với cả Tào Tháo thì đánh nhau rồi. Thứ nhất là mình sẽ chiếm cái này. Sau mình sẽ cho thằng này phục kích. À, Đồng Trác lại đang chạy đi à? Thế thì mày chết. Đang chạy đi. À à. Hay là đánh nhau rút lui. Thằng này nó cũng hết máu rồi. Mai mình mua quân ra mình đập chết thằng này thôi. Viên thật. Đánh được ai nữa đâu. Quả ký kết hiệp định quá chí các bạn ạ. Đỡ được bao nhiêu thời gian. Tiền bạc. Ngon luôn. Rồi. Remain pure. Đủ sức đánh luôn nhé các bạn. Thằng kia nó đi thì chắc chắn là mình sẽ chiếm được luôn. À, thằng này nó chỉ có một ít quân thôi. Ai là ở trong đây. Trong đây phun một đạo quân. Đây mình sẽ đứng từ từ á. Mình sẽ đứng ở đây. Đứng ở đây thì có vẫn là đất của mình hay không? Không phải là đất của mình ạ. Nếu mà chiếm ở đây thực thì là ok hơn này. Chiếm ở đây thì đánh xuống dưới nó sẽ ok hơn. Còn 5%. Chiếm luôn. Phát tuyên bố. Chỉ trừ 2 đáng tin cậy thôi nhưng mà vẫn ok cả. Chả có vấn đề gì cả. Oánh tập kích. Đó là tuyệt đối luôn. Fight with utter belief. Mình cần có một chỗ để mà hồi quân các bạn ạ. Mai mình sẽ mua thêm 2-3 đạo nữa thì bọn nó lấy gì bọn nó đỡ. Kể cả cho bọn 1-2 đạo chính của nó về nữa thì cũng vô tư nhé. Đây mình sẽ phục kích ở đây. Phục kích ở đây 45%, 50%, 47%. Đấy. Và hai là mình sẽ chiêu mộ quân ở đây. Mã thiết ra tất cả những thằng tướng nào có quân. Rồi. Purge chaos. Với 3 đạo quân như thế này. I answer to your request, my lord. People are migrating. Cần thiết thì 4 đạo quân luôn bởi vì là mình quá nhiều quân, à quá nhiều tiền. Triệu tập quân đội. Thằng này gần như mất tiền. Con bé này thì mất 400 tiền thì chắc bây giờ mình sẽ đổi quân. Đổi quân đi.
rẻ không là có 22 tiền mua full quân cung cỏ để đánh auto như các bạn thì còn gì bằng. Rồi mua thêm một thằng nữa ra với từng đây quân lao vào cái thành để cứu thiên tử thì các bạn biết rồi, thằng này nó lại rẻ quân nhá. Đây, thằng này cũng không tiền hết này, kỵ không tiền này, chơi kỵ là không phải mất tiền, chơi kỵ đỏ luôn. Ai da, nhầm à, đúng rồi, chơi kỵ đỏ luôn nhá. Chơi thêm vài con kỵ cung thì chơi full kỵ đỏ luôn, không mất tiền. Bởi vì thằng này là trừ phí duy trì cánh quân là nó không ấy. Mình sẽ tăng cái thằng thiền này lên. Đấy, mình thích mình chơi bắn tên thì mình sẽ tăng cái này. Rồi cho nó một cái đồ xịn xịn lên một tí. Rồi. Cộng trị an. Toàn đồ ngon. Ok. Chơi chả mất tiền gì cả, xanh ngắt. I am at your disposal. Thằng tướng này thì cho tăng mộc này lên, tăng sĩ khí chính xác. Rồi. Xong. Mai cứu thiên tử. Lệnh chư hầu. Và mình sẽ kéo quân đi thôi. Gì đấy? It is your choice. Mấy cái thằng vớ vẩn này. Mình cứu thiên tử là bọn nó sẽ cái thái độ của nó sẽ khác với mình ngay. Quên mất không đánh thằng ai à, thằng này dám nào lên ạ, à. Láo tét. Đánh thằng động trác không còn mảnh giáp. Ai à, ngon luôn. To action. Thôi thả. They fought only for their beliefs. Quân mày về phòng thủ thì cũng chết thôi. Rồi vào phòng thủ à. Với bốn đạo quân này mình sẽ cho bọn đồng trác này làm luôn. Luồn năm luôn. Quên mất không đánh đồng viên thuật. Do mình mua tướng nhiều quá. Nó lại vào nó đánh mình. Lại phải rút. Rồi. Rút ra rút vô. Bây giờ mình đánh nó thì nó lại chạy. Nhưng mà mình sẽ không cho nó chạy như vậy. Tha cho nó lúc lẫy rồi. Rồi. Đất này là đất của mình đúng không? Đất này cũng là đất của mình đúng không? Màu xanh này là của mình hết. Ô không phải đất của mình rồi. Hỏng. Thế thì phải triệu tập ở đây. Hold the center. I am at one again. Remain firm. Who calls? Not possible. Chạy lên đây. Chiêu mộ. Nói chung là không cho thằng này sống. To conquest. Be ready to move. Đấy, với ba tướng như này là đủ chết rồi. Ô kìa. Không đủ ạ. Thế thì lại phải chiêu mộ thêm một thằng. Honor your ideals. Welcome, my lord. Your presence is heartening for the lại people. Còn không đánh được nữa. Nằm xuống. Chém được thằng này thì sẽ lấy được đồ như các bạn. From the roots to để heaven. Kiếm các thứ ngựa nghiếc ấy. Ok. Rồi. Cộng trị an cộng 10 sản xuất lương thực ngon luôn. Hành quyết. It is the people's will. Diệt chưa? Chưa bị diệt instinct. Ok, hủy hết bọn này đi. Bend, do not break. Cho nó chạy đến đây cũng không chạy được. Cultivate patience. Embarking. Mình đang đứng ở đất của kẻ địch.
thằng nào đó nó ghét ghét mình. Thằng này thì thôi chạy về đây thôi. Standard stats. Quỷ đi. Chỗ tốt tiền. Rồi, bây giờ có 800 tiền. Với cái lực lượng quân như thế này. Và mình cần phải có một khẩu pháo. Attack! Bao vây. For honor. To arms. Với đại quân. Restore authority. On the march. Chạy hẳn lên đây để tẹo nó chiếm luôn cái này nhé các bạn. Follow the heart. Caution. À, nhưng mà mình sợ là mình không ấy được. Strike through. Thế mà vẫn thắng đợi đẫm máu. Mình sợ là mình mua hết tướng. Our victory is proof of heaven's approval. Bằng đức. Chết hết quân. I must have power if I đàm phán giải hòa. Giờ đàm phán giải hòa với một đống người các bạn. Thằng nào không giải hòa thì phải đánh nhau thôi. Đấy, hiện tại mình đang gọi là đức cao vọng trọng nhé. Heaven rewarded our passion. Vãi trưởng âm 26 lương thực. Một cái thành level 10 đăng cấp. Công tước đương nhiên rồi, thái thú. Mắc thái thú như là. Rồi. Opportunity is seldom presented. Tiên tử một phát đẹp luôn. Đấy, chuẩn bị lên vương rồi. À, thì có lẽ là mình xin dừng cái clip ở đây là đẹp nhỉ. Bây giờ mình có thể thích mình chơi kỵ, full kỵ ấy thì mình có thể cho một thằng tướng đỏ nữa vào đây. Thằng này ấy là nó sẽ hỗ trợ là sản xuất lương thực. Cộng hài lòng khá là cao. Đấy, nhưng mà mình đang cần một số con tướng. Con này thì không được. Con này cũng không được. Thằng Lưu Trương cũng khá được đấy. Mình sẽ xem mấy cái thằng khác đấy. Tôn Quyền thì cũng được này. Tôn Quyền thì cộng 5% phạm vi di chuyển bản đồ chiến dịch. Nó cũng khá là ngon. Cộng hài lòng thế lực thì khỏi phải nói rồi. Lên cái tầm này thì mình không lo cái chuyện hài lòng. Quân nhu thế lực thì thằng Tôn Quyền này là một trong những thằng khá là ngon vì nó cầm luôn ngọc tỷ kìa. Cưới thằng này về là quá xịn các bạn ạ. Nó cầm ngọc tỷ. À, cộng phạm vi di chuyển bản đồ chiến dịch. Đương nhiên là mình chơi thì mình toàn auto thôi cho nên là nó thêm một tí ấy cũng không sao, cho thằng này nó lên đi. Rồi. Thực ra cho con này cũng được. Nhưng mà thôi mình đã xét rồi thì thôi. Đấy, bây giờ thì tướng bọn nó xanh ngắt. Bây giờ mình lại không lo cái chuyện là mặt xanh mặt vàng nữa. Bởi vì khi các bạn lên tới tầm công tước này thì nó lại đơn giản. Cho mấy cái đứa nào nó đây thái diễm lên. Bây giờ bọn này mặt xanh hết rồi thì làm gì có cái thái độ gì nổi lõm được. Ok. À, đang bị âm 16 lương thực đúng không? À, mình phải xây lương thực lên một chút. Tính là xây cái này. Cái thành này nó đang level vừa 10. À, bao nhiêu tiền đây? Đây hiện tại cái quân đội nó đã như thế này cho nên là mình không cần phải sửa sang gì nhé các bạn. Đấy, cái này đang âm 40 lương thực. Thì thật ra cái thành level vừa 10 này nó cũng không quá nhiều tiền. Cho nên là mình sẽ hạ cấp, giáng cấp cái thành này xuống level vừa 8 thôi. Để cho nó đỡ tốn lương thực. Đó. Nó vẫn giữ nguyên công trình như vậy. Đấy, thế này thôi. Đấy, thế là ngon. Không bị âm tiền. Và bây giờ mình sẽ mua tướng để mà đánh được cái này. Đánh được luôn ạ. Thế thì ngon luôn. Kiếm luôn. This is what you train for. Tự động chiến đấu. Tự động chiến đấu mà chơi toàn kỵ thế này thì cũng hơi chết dễ hơn. Kỵ dễ hơi chết hết đấy. This belongs to us now. Cung thì bao giờ là nó cũng sẽ lợi hơn kỵ nếu mà các bạn chơi auto. Thì có thể mình sẽ chuyển sang mình chơi ngựa cung đi. Đó. Thì nó hợp lý hơn. Thằng này sẽ chơi ngựa cung. Và con ngựa cung này là con ngựa xịn nhất. Xịn nhất của cái tộc này luôn. Của khương tộc luôn. Mà giá lại không đồng nhá.
Đấy, cho nên là mình sẽ chơi ngựa cung một cái đạo ngựa kia rồi. Bây giờ chơi ngựa là không đồng thì các bạn phải tính rồi. Quân đội gọi là như mưa tràn vào thôi. Thằng này thì con ngựa này nó có 30 mấy được tiền thôi, cho nên là mình cứ mua kỵ. Nó cũng rất rẻ, mình đổi sang kỵ hết. Phí duy trì có 31 tiền thì gần như là không cũng mất luôn. Rồi. Let desire shape and guide passion. I answer, còn bây giờ mà đổi sang cái cung thường này là 22, 31 với 22 không đáng kể. Chỉ riêng bây giờ chơi chắc là mình ngựa của mình nó lại tràn ngập bản đồ mất. Đây bây giờ mình sẽ mua con kỵ này giá có 44 tiền hoặc là 50 mấy tiền đây này. Nhưng mà chơi mã siêu mà chơi kỵ thì nó sẽ hơi bị đây còn mua với giá không đồng cơ. Mã siêu chơi kỵ thì nó sẽ bị auto chết khá khá đấy. Còn nhưng mà mình sẽ mua con kỵ đỏ này. Xung kích. Tầm này thì ghét mất cái gì? Võ ngựa thảo nguyên luôn. Đấy. Thằng này chơi kỵ thì cũng không tiền luôn. Thì mình sẽ chơi kỵ vàng. Thằng này lại không tiền ạ. À. Thằng này vì là nó cầm cái ấy mà. Cái khương tộc ấy. Rồi, bởi vì con ngựa vàng này nó sẽ phòng thủ tốt hơn con ngựa kia các bạn ạ. I am here to serve. Còn con bé này thì đương nhiên rồi, mình sẽ tăng thêm cái độ hoảng sợ đi. Tam cung tam kiếp thì ok rồi, tăng mưu trí lên. Rồi. Cộng 10% sản xuất lương thực. Nói chung là nó có quá nhiều cái ngon. Mình sẽ cho cái thằng đúng rồi, Tôn Quyền đi. Tôn Quyền cầm cái này. Tăng sản xuất lương thực lên nữa. Đấy, Tôn Quyền thì tăng cái này, tăng cái này. Là xong, là đẹp. Bây giờ mình phí chiêu mộ là không đồng rồi. Gọi tất cả các tướng bây giờ cũng là không đồng rồi. Quá đẹp cho một đội hình hoàn hảo. Còn bọn này chạy về đây thì qua ngày là được. Nói chung là bây giờ mình có thể tuyên chiến với cả tất cả mọi thằng cũng không sợ như vậy. Quá giàu. Chơi mã đằng đến tầm này thì nó gọi là quá là dễ rồi. Mình mới có chạy ngựa thôi nhá. Còn mình mà lấy thêm một chạy ngựa nữa thì gần như là mình mua kỵ là bây giờ kỵ gần như là tất cả các tướng nó sẽ là đều không đồng hết. Đấy thì bây giờ chỉ chơi full kỵ thôi. Lấy thịt đè người thôi. Full kỵ một pháo. Cứ full kỵ mà chơi thôi. Tất cả các tướng vừa kỵ vàng vừa kỵ đỏ. Thằng mã đằng này bây giờ đương nhiên rồi, cũng lại full kỵ chứ còn gì nữa. Kỵ rẻ hơn nhiều. Thì mã đằng thì sẽ chơi kỵ này. Kỵ vàng. Kỵ vàng này cũng khá là khỏe rồi. Quan trọng là nó thủ châu hơn các bạn ạ. Ô cái gì? À đúng rồi. Con kỵ này là con kỵ mạnh nhất của mọi phương tộc rồi. Phun kỵ. Và Lữ Linh Khởi cũng vậy. Lữ Linh Khởi thì đương nhiên là không đồng rồi. Thì mình cứ chơi kỵ vàng thôi. Bởi vì kỵ vàng thì đam nó không bằng con kỵ đỏ. Giáp nó kém hơn một tí nhưng mà giáp chống tên của nó lại ok. Đấy, và hai là cái điểm xung kích của con mấy cái thằng tướng đỏ này nó cũng khá là mạnh rồi. Đây mua thêm con kỵ cung này nữa. Đấy, con kỵ cung này bây giờ nó là không quá mạnh. Quân khương tộc vừa mạnh vừa không đồng nữa thì còn gì bằng. Đấy, bọn này cũng thế. Thằng này thì có thể đổi kỵ vàng nhỉ. À, thằng này chưa mua được, có thể do cấp nó thấp nó chưa mua được nha các bạn. Rồi. Xong. Tôi qua thêm một vài tơn nữa. Mình cũng không biết là mình chơi đến mấy giờ rồi cho nên là nhưng mà cái clip này chắc là dừng ở tại đây là đẹp. Mình là cứu thiên tử. Sau đó mình sẽ làm một cái clip nữa lên vua. Thì bây giờ cũng sắp lên vua rồi. Sẽ đi đánh chiếm. Ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút like và subscribe. Nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những clip sớm nhất từ bên mình.
Rồi, ai có cái đóng góp ý kiến gì thì vui lòng comment phía dưới nhé. Bây giờ mình sẽ tăng những cái điểm gọi là để có thể chơi được cung, kỵ cung với những con tướng tím này. Đó. Đây thì có thể tăng cái điểm xung kích này là được này. Đấy, mình sẽ tăng mấy thêm mấy cái thằng tướng vàng này nữa. Nói chung là mấy thằng tướng vàng này thì tăng này nó dễ thôi. Đấy, tôi thích chơi kỵ thì tăng này. Thì cái phe mã đằng này các bạn chơi cái quân cương tộc thì nó là tuyệt vời luôn. Không phải nghĩ. Rồi, cảm ơn các bạn.